Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 8. Minh chủ cẩn thận. Mãng xà tiến lên tấn công Lạc Ly khiến cho các thành viên của Vũ Minh đều kinh ngạc. Lạc Ly cũng giật mình, muốn bỏ kiếm rút lui nhưng đã quá muộn. Cô chỉ kịp thấy cái miệng rắn hung dữ đầy mùi hôi thối kia sắp cắn vào vai mình. Tuy nhiên vào đúng lúc này. Ầm. Đột nhiên có cái gì đó giống như sấm sét trên trời giáng xuống đánh trúng đầu con mãng xà, ngọn lửa xanh đốt cháy nó nhảy múa trong không trung. Đây là ngọn lửa gì vậy? A, à, xà hạt lão nhân hợp nhất với con mãng xà khổng lồ nên khi đầu của mãng xà bốc cháy thì đương nhiên xà hạt lão nhân cũng đau đớn không kém, nhưng dù có lăn lộn như thế nào cũng không dập tắt được ngọn lửa xanh, chẳng mấy chốc con mãng xà đã hóa thành đống cho tàn rơi xuống vai xà hạt lão nhân. Xà hạt lão nhân cũng chỉ còn hơi tàn. Các thành viên Vũ Minh cùng với Lạc Ly hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng này. Chẳng lẽ là vị thần nào dáng thế? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn thấy cảnh tượng vĩnh viễn không thể quên. Chỉ thấy một thanh niên đẹp trai tươi vui cưỡi trên con xe phi xuống vách núi dốc với tốc độ rất nhanh, cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ. Cái quái gì vậy? Lướt qua như một cơn gió. Khóe me mọi người không khỏi giật giật. Tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì người thanh niên kia đột nhiên nhấc Lạc Ly lên, sau đó tiếp tục cưỡi con xe đạp lao về phía bên kia rừng rậm. Ha ha, cho tôi mượn Lạc tiên tử của mấy người một chút nhé. Hỏng rồi, Minh chủ bị hẳn ta bắt đi rồi. Mau, mau đuổi theo. Các thành viên Vũ Minh mất một lúc mới phản ứng lại. Bọn họ lập tức chia thành hai đội, một đội ở lại trông chừng xà. Hạt lão nhân và đội còn lại đuổi theo Lục Vân. Chỉ là bọn họ làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của Lục Vân. Ồn ào. Chỉ trong nháy mắt, con xe đã xuyên qua một khu rừng rậm khác. Lướt qua như một cơn gió. Lạc Ly chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy trước đây. Cô bị Lục Vân ôm trong lồng ngực, đôi mắt mở to. Nhìn chăm chăm khung cảnh vụt qua bên dưới. Chiếc xe đạp này, đang bay ư. Đầu óc Lạc Ly choáng váng. Một lúc sau, hai người đáp xuống đất. Lạc Ly thoát khỏi vòng tay của Lục Vân và chạy cách xa hắn khoảng 5 mét. Cô nhìn hắn đầy cảnh giác, từ sự hô hấp, nhanh của lồng ngực có thấy rằng trong lòng cô vô cùng bồn chồn. Thực ra chuyện này cũng không thể trách Lạc Ly, gặp. Phải chuyện như vậy không ai có thể bình tĩnh được. Anh tới đây giúp tôi hay là có ý mưu hại tôi? Lạc Ly cảnh giác nói. Đương nhiên là cô đã nhìn ra thân phận của Lục Vân là người tu luyện, bởi vì những võ giả bình thường không thể có những kỹ năng như vậy và chiếc xe đạp đó có lẽ là pháp khí tu luyện của hắn. Chỉ là Lạc Ly không xác định được Lục Vân là người tốt hay kẻ xấu. Nếu như hắn là người tốt thì tại sao lại bắt giam cô tới nơi này? Nhưng nếu hẳn là người xấu thì tại sao vừa rồi hẳn lại cứu cô? Lạc Ly cảm thấy khó hiểu. Euroon trong lòng Lục Vân thì bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của chị Bảy, nhưng ha sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình như vậy. Hắn cười nói, tôi tới giúp chị nhưng đồng thời cũng có âm mưu muốn hại chị. Sắc mặt của Lạc Ly thay đổi, dường như đã đoán được Lục Vân đang nghĩ gì. Thanh kiếm trong tay lập tức hướng về phía Lục Vân nói. Tiền bối, xin tự trọng. Cô biết đối phương là người tu luyện, với thực lực hiện tại của bản thân. Cô căn bản không phải là đối thủ của người A, nhưng cô không thể ngồi không chờ chết được. Cô không thể phục tùng Ha chỉ vì sức mạnh của hắn. Nếu thế thì cô biết giấu mặt mình ở đâu. Mỹ nữ, đừng nóng nảy vậy chứ. Tôi còn chưa nói ra tôi có âm mưu gì mà chị đã chĩa kiếm về phía tôi như vậy, thật sự là rất không lễ phép. Lục Vân cười nói. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, còn cần nói nhiều sao, ánh mắt của anh đã phản ánh ý nghĩ của anh rồi. Đồ lưu manh. Ôi, thật đau lòng. Lục Vân khẽ thở dài, sau đó đột nhiên lao tới và dùng ngón tay điểm vào ngực Lạc Ly hai cái. Anh làm cái trò gì đấy? Lạc Ly phát hiện ra mình không thể động đậy. Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ oán hận và ớn lạnh. Vào lúc này, cô không thể chống cự được. Lẽ nào sự trong trắng suốt bao nhiêu năm qua của cô lại bị chôn vùi trong tay tên lưu manh này sao? Thật khó chịu. Dường như Lạc Ly đã có linh cảm về cảnh tiếp theo, trong lòng cô tràn ngập cảm giác bất lực. Này này, Lạc tiên tử. Lục Vân cười khúc khích hai tiếng và ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ly. Điều này lập tức khiến cho Lạc Ly lại càng thêm tuyệt vọng. Xem, thật đúng như mình tưởng tượng, đàn ông đúng là không phải thứ gì tốt, đặc biệt là kẻ tu luyện.
ỷ vào thực lực của mình mà làm chuyện vô liêm sỉ. Trong lòng Lạc Ly đang nghĩ như vậy nhưng trong giây tiếp theo, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh, thì ra Lục Vân đã vác cô lên vai. Anh chàng này định đưa mình đi đâu vậy? Trong lòng Lạc Ly hỗn loạn, cô gào thét nói a, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, tôi là minh chủ của Vũ Minh. Nếu như anh dám lộn xộn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Lục Vân hoàn toàn phớt lờ cô và đi thẳng tới cái hồ trong rừng và sau đó. Ào! Hắn ném cô xuống không thương tiếc, đồng thời cũng giải huyệt đạo trên người cô. Kỳ thật Lạc Ly đã sớm phát hiện người thanh niên khó lường này rất giống với người em trai đã chết lúc trước của cô ta. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là, hắn tìm mọi cách bắt được cô ta đến đây, giữ cô lại, xong rốt cuộc chỉ vì muốn ném cô xuống hồ cho cô thành chuột lột. Hẳn bị điên à? Lạc tiên tử vô cùng tức giận. Ha ha, Lạc tiên tử, chắc hẳn chúng ta sẽ còn gặp lại, tôi tin lần sau gặp, cô nhất định sẽ có cái nhìn khác với tôi. Lần sau gặp mặt, bổn cô nương nhất định giết anh. Y ngắn. Lạc Ly vô cùng tức giận mà vuốt khuôn mặt dính đầy nước. Không nghe ai đáp. Lúc này cô mới kịp phản ứng lại, thì ra thanh niên kia đã dẫn chiếc xe đạp của hắn rời đi. Hừ, thần kinh, anh chờ đó cho tôi, bổn cô nương sẽ báo thù. Lạc Ly cả người ướt sũng bò lên khỏi hồ nước, quần áo bó sát vào thân thể mềm mại, nhìn không ra một chút mỡ. Nào, cô nhặt thanh hàn kiếm rơi bên bờ hồ lên, vung nó lên một cách giận dữ, xoẹt, xoẹt. Cái cây vô tội bên cạnh lập tức bị đâm thành tổ ong. Phát tiết một hồi, lúc này Lạc Ly dậm chân rồi rời đi. Lục Vân đi đến hạnh lâm đường. Nhìn thấy một nam một nữ trông giống như học sinh trung học đang đứng ở cửa, rụt rè, giống như muốn đi vào nhưng lại sợ. Lục Vân nghĩ rằng bọn họ không có tiền khám bệnh, vì vậy hắn bước tới và hỏi các em đến đây để khám bệnh hả? Gạch dưới. Ba người họ bị giọng nói Lục Vân làm hoảng sợ. Sắc mặt nam sinh bối rối muốn rời khỏi, nhưng lại được nữ sinh trấn an, hỏi, xin hỏi, anh là bác sĩ của hạnh lâm đường sao? Lục Vân gật đầu. Bác sĩ, thân thể em có chút không thoải mái, anh có thể giúp em xem được không? Cô gái thận trọng hỏi. Tên nam sinh kia kéo cánh tay cô và nói, thế còn? Quên đi, mình không nghĩ là có thể. Nữ sinh quay đầu lại, giận dữ trừng mắt nhìn cậu ta, nam sinh lập tức không dám nói tiếp nữa. Nhìn biểu cảm của hai người, Lục Vân mơ hồ đoán được. Điều gì, không khỏi thở dài trong lòng, hỏi, hai người là người yêu sao? Nam sinh không nói lời nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nữ sinh do dự một lúc, liền gật đầu nhẹ. Lục Vân lại hỏi, gần đây có cảm thấy đau bụng hay thường xuyên muốn nôn không? Sắc mặt nữ sinh liền tái nhợt, lại gật đầu một lần nữa. Trong nội tâm của Lục Vân thầm cảm thán, học sinh trung học ngày nay thực sự quá sa đọa. Hắn bắt mạch cho nữ sinh, sau đó sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía nam sinh, nói, mạch tượng trôi chảy lưu loát, sờ vào cảm giác như hạt ngọc đang dịch chuyển. Đây là mạch hoạt, thường được gọi là mạch hỉ, kết hợp với tình. Trạng bệnh của bạn gái cậu, chắc hẳn cậu hiểu tình huống hiện tại rồi chứ. Nam sinh rõ ràng đã bị làm cho sợ đến choáng, lách đầu nói, làm sao có khả năng. Chúng tôi chỉ có một. Có gì không thể. Các cô cậu đã ăn vụng trái cấm, thì cũng nên lường trước hậu quả này. Lục Vân lườm nam sinh một cái, nam sinh sợ đến mức ngồi phịch xuống mặt đất. Thật sự bọn họ chỉ ăn trái cấm một lần, tưởng không sao, nhưng mấy ngày nay nữ sinh thỉnh thoảng lại nôn khan, nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình thường xem, biết người mang thai cũng thường xuyên nôn mửa. Hai người lập tức sợ hãi. Muốn đến bệnh viện để kiểm tra một phát. Nhưng không dám đến bệnh viện lớn, đành phải đến hạnh lâm đường, tại cửa ra vào lại do dự một lúc lâu. Không nghĩ tới. Thực sự đã có thai. Trong nháy mắt, hai người bọn họ cảm giác như trời sập xuống. Nam sinh ôm đầu nói, thực sự xin lỗi. Thực sự xin lỗi, anh không cố ý, anh thật sự không biết nên làm như thế nào. Cậu ta vùng dậy khỏi mặt đất, mặc kệ nữ sinh lôi kéo. Mà co giò bỏ chạy, để lại nữ sinh một mình. Bất lực mà khóc thành tiếng. Mặt Lục Vân không chút thay đổi nói, thấy chưa, con trai ở độ tuổi của em căn bản không có năng lực chịu trách nhiệm, nếu xảy ra chuyện gì, người chịu thiệt vẫn luôn là các. Em, bác sĩ, van xin anh hãy giúp em, nếu ba mẹ em mà biết được chuyện này nhất định sẽ đánh chết em, hu hu hu.
nữ sinh khóc lóc thảm thiết. Lục Vân hờ hững nhìn, một lúc lâu sau mới nói, được rồi, đừng khóc, em chỉ bị viêm dạ dày, chỉ cần uống tê long tả đan là sẽ không sao. Sở dĩ anh hù dọa em như vậy, chính là muốn nhắc nhở em biết tự quý trọng bản thân, nếu như xảy ra chuyện, không có ai thương hại em đâu. Hả? Cảm ơn bác sĩ, .sau này em không dám. Sau khi cô gái rời đi, Lục Vân bất lực lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối cho những đóa hoa xinh đẹp này. Đang trong độ tuổi đẹp như hoa, họ nên phải căng tràn ánh nắng và có cuộc sống tích cực, nhưng một khi phạm phải sai lầm này, thì cơ bản mà nói, cả cuộc đời họ coi như bị hủy. Giờ chỉ có thể nói rằng, khía cạnh này trong nền giáo dục hiện nay chưa được phổ biến rộng rãi, càng giấu giếm thì càng dễ khơi dậy trí tò mò và tâm lý nổi loạn của trẻ em. Khi đề cập tới những học sinh cấp 3, Lục Vân đột nhiên nghĩ đến Tôn Tiểu Sở. Lần trước ở Thiên Đăng Sơn về, cô hình như đã từng nói rằng ngày mai là sinh nhật của mình. Hẳn nên chuẩn bị món quà gì để tặng đây? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Vân vỗ mạnh vào sau gáy một cái như thể nghĩ ra được gì đó. Có rồi. Hắn sẽ tặng một món quà đặc biệt nhất, một món quà gây sốc cho mọi người. Ngày hôm sau, giây phút Lục Vân đến Tôn gia, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tôn Cẩm Vinh và những người khác đã thận trọng và câu nệ hơn trước rất nhiều. Cũng đúng thôi. Vì trước họ vốn tưởng rằng Lục Vân chỉ là một bác sĩ thiên tài và chỉ là em rể Vân Thiên Thần Quân thôi, ai mà ngờ sau đó phát hiện ra Lục Vân lại chính là Vân Thiên Thần Quân. Hắn chính là thần quân chí cao vô thượng. Một sự tồn tại kinh khủng như vậy ngồi trước mặt bọn họ thử hỏi họ làm sao mà không cảm thấy vui mừng mà cẩn trọng cho được cơ chứ. Lục Vân thấy vậy cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù nhiều lần ám chỉ bọn họ không cần phải có tâm lý gánh nặng như vậy đâu, nhưng mấy người Tôn Cẩm Vinh làm chuyện gì vẫn cứ cung kính của cung kính. Nhưng Tôn Tiểu Sở thì ngược lại. Cô vẫn đối xử với hẳn như trước, khi hẳn đến, cô ôm chặt cánh tay của Lục Vân và hét lên. Lục tiên sinh. Hành động này khiến cho đám người Tôn Cẩm Vinh sợ đến phát run, mặt mày xanh như nhái. Lúc anh ta đang định khiển trách cô thì bị Lục Vân trừng mắt một cái co vòi vào. Tôi đang rất mong chờ quà sinh nhật của anh đây. Tôn Tiểu Sở buông cánh tay của Lục Vân ra, cô vui vẻ nhận lấy hộp quà từ hẳn. Sau khi mở ra rồi, cái miệng nhỏ của cô bắt đầu bĩu xuống, trong mắt ngoài ai oán ra cũng chỉ toàn ai oán. Ngay cả đám người Tông Cẩm Quang khi nhìn thấy món quà sinh nhật đó cũng phải co quắp mồm miệng. Họ nhìn vào trong chỉ thấy một dòng chữ to trình hình trước mặt. Đề thi mô phỏng thi đại học 5 năm gần đây. Lục tiên sinh à, anh thực sự đúng là một người thẳng như ruột ngựa đấy, nào ai đi tặng đề thi mô phỏng vào ngày sinh nhật của người ta chứ? Tôn Tiểu Sở không vui trông thấy. Tiểu Sở, không được vô lễ. Mấy người Tôn Cẩm Vinh nghe thấy Tôn Tiểu Sở dám nói Vân Thiên Thần Quân như vậy thì lập tức bị dọa cho toát mồ hôi hột, họ vội vàng nạt nộ Tôn Tiểu Sở cái, nhưng kết quả lại bị ánh mắt yêu thương của Lục Vân trừng cho. Không dám ngóc đầu lên. Tôi đáng sợ như vậy vậy sao? Lục Vân thực sự cạn lời luôn. Tôn Cẩm Vinh xoa đi lớp mồ hôi dày trên trán, giọng điệu cũng hạ tông đi không ít mà nói rằng. Tiểu Sở à! Lục tiên sinh tặng cho cháu để mô phỏng này là muốn cháu có thể đạt được kết quả tốt trong cuộc thi đại học năm nay, vậy nên cháu tuyệt đối đừng phụ lại sự kỳ vọng của Lục tiên sinh đâu đấy. Tôn Tiểu Sở đang buồn thối ruột, khi nghe ông mình nói vậy thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Cô gật đầu cái rụp, sau đó nói. Vâng, cháu nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa, bởi vì đợi sau khi cháu thi đỗ Thanh Hoa rồi thì sẽ có thể yêu Lục tiên sinh được rồi. Câu nói này của cô vừa mới dứt. Lại khiến cho đám mồ hôi vừa mới kịp lau đi của Tôn Cẩm Vinh lại túa ra như tầm. Hồi trước vì muốn cho Tôn Tiểu Sở có thể chuyên tâm học hành nên một viện cớ nói dối rằng chỉ cần cô có thể thi đậu trường Đại học Thanh Hoa thì Lục tiên sinh sẽ đồng ý yêu cô. Ông ta vốn chỉ cho rằng đây chỉ là một lời nói dối, gió thoảng mây trôi thôi, ai mà ngờ cháu gái nhà mình lại có thể nói toẹt ra trước mặt Lục tiên sinh như vậy. Ông ta thực sự lo lắng Vân Thiên Thần Quân sẽ vì vậy mà nổi giận. Tôn Cẩm Vinh thực sự muốn ngay bây giờ lao ra khâu miệng con bé kia lại nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Ông ta chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hãi e dè mà nhìn về phía Vân Thiên Thần Quân, mong rằng hẳn đừng trách tội mình. Lục Vân đương nhiên không phải là người có bụng dạ hẹp hòi, so đo xét nét như vậy. Hắn biết đây chắc chắn là nỗi khó xử của ông Tôn cho nên chỉ vừa cười vừa nói. Được,
đợi cô thi đậu trường Thanh Hoa thì tôi sẽ là người theo đuổi cô. Yeah you. Tôn Tiểu Sở sướng cười tít mắt, bất thình lình nhảy lên ôm lấy cổ Lục Vân, sau đó hôn một cái chụt lên má hẳn một cách nhanh chóng gọn lẹ xúc tích. Tôn Cẩm Vinh. Tôn Thiên Lỗi. Tôn Thiên Quý. Lục Vân. Tôn Cẩm Vinh lúc này bừng tỉnh chợt cười ra chuyện không tin lắm nói. Ha ha, cái đó, Lục tiên sinh nói lời có giữ lời không đấy? Hiện tại, ông ta còn mong mỏi câu trả lời từ hắn hơn là Tôn Tiểu Sở. Vì dù sao đây cũng là một lời nói mang tính chất hứa hẹn của Vân Thiên Thần Quân, mà Vân Thiên Thần Quân là ai cơ chứ? Một khi ngài ấy hứa hẹn thì giá trị của lời hứa ấy đáng giá ngàn vàng, cứ phải gọi là chắc như định đóng cột, không có chuyện nuốt lời. Tôn Cẩm Vinh đầy căng thẳng y như một cô gái đang chuẩn bị vào động phòng. Lục Vân liếc nhìn ông ta một cái, thầm nghĩ cái lão này đúng là rất biết thế nào là được nước lấn tới, hẳn đã cố gắng giúp ông ta che giấu lời nói dối để dỗ cháu thi tốt của mình kia rồi mà bây giờ ông già này lại đồn hẳn vào ngõ cụt, mũi cao quá mặt rồi đấy, nhưng ha cũng không lo lắng lắm, vì chẳng lẽ cháu gái của ông ta có trình độ như thế nào bản thân mình không rõ hay sao? Tôn Tiểu Sở cùng lắm chấm được 8 điểm. Đừng tưởng là hắn chưa từng nhìn thấy cô vứt đề thi vào góc tường chả thèm làm trong giờ tự học. Lục Vân thấy vậy đầy trang nghiêm dõng dạc mà nói. Đương nhiên, tôi từ trước giờ luôn giữ đúng lời hứa của mình. Được. Tôn Cẩm Vinh suýt chút nữa cũng giống như cháu gái mình, vui sướng quá mà quên mình định lấy đà nhảy lên, nhưng nghĩ tới dù sao mình cũng có tuổi rồi, xương cốt rệu rã cả, cho nên ông nhanh chóng kìm chế lại cái trái tim thiếu nữ kia của mình. Nhưng sự kích động vui sướng của ông ta Vân không thể giấu nổi dưới khuôn mặt đỏ bừng kia. Lúc này Tôn Tiểu Sở cũng đây mong chờ mà nói rằng. Lục tiên sinh à, hôm nay là sinh nhật của tôi, anh có thể lại dùng cái bảo bối to to kia của anh để cho tôi thoải mái một lần được không? Chỉ một lần thôi, từ nay về sau tôi nhất định sẽ bế quan học tập chăm chỉ, điện thoại cũng đập luôn không dùng nữa. Cả nhà họ Tôn nghe đến đây, ai nấy đều đơ cứng mặt mày, khóe miệng cũng giật giật. Bảo bối to to, rồi thoải mái, mấy từ ngữ này nghe cũng hừng hực quá đi chứ. Nhưng rất nhanh sau mọi người mới phản ứng lại, biết dáng thứ bảo bối to to mà Tôn Tiểu Sở nói chắc chen là đang. Nói đến chiếc xe đạp kia. Nhìn cái dáng vẻ đầy điềm đạm đáng yêu của cô gái nhỏ trước mặt, Lục Vân võ ngực nói rằng. Đi, hôm nay tôi sẽ cho cô đi thoải mái cho đã nghiền. Và thế là, không lâu sau đó ở trên con đường dài của Giang Thành. Tiếng cười vui của thiếu nữ cứ vang lên từng hồi y như tiếng chuông. Trên đường đi họ cũng vô tình gặp được mấy thiếu niên dân chơi, ngay lập tức mấy lời cảm thán kiểu như vãi luyện á đủ vang lên không dứt. Bọn họ lúc này không ngừng vặn tay ga chiếc mô tô của mình, nóng lòng muốn đuổi theo để xem rốt cục là vị anh hùng hảo hán nào mà chỉ đạp xe đạp thôi đã có thể phóng nhanh với một tốc độ ngang gió như vậy. Nhưng rất nhanh sau bọn họ đã bị cảnh sát giao thông chặn lại, bọn họ đầy bất mãn mà kháng nghị nói. Phía trước có cái xe đạp chạy quá tốc độ như vậy, sao anh cảnh sát lại không đi bắt họ, sao lại cứ nhằm vào chúng tôi mà bắt? Xe đạp chạy quá tốc độ sao? Chú cảnh sát công chính nghiêm minh giơ tay võ một cái vào đầu mấy thanh niên quỷ xa lộ kia, phân nộ đáp. Xe đạp nhà cậu chạy bằng xăng hay gì hả? Cái gì mà xe đạp chạy quá tốc độ chứ? Sao cậu không nói luôn là chiếc xe đạp đó đang bay trên trời đi? Sau khi giải cơn nghiện một hồi, Lục Vân đưa Tôn Tiểu Sở trở về Tôn gia. Vào thời khắc ly biệt, cô lại nhón mũi chân hôn Lục Vân một cái. Lần này không phải hôn trên mặt Lục Vân, mà là trên miệng, hương thơm thanh nhã trên đôi môi thiếu nữ vươn vấn không thể tan đi. Lục Vân đột nhiên giật mình, con mẹ nó, nụ hôn đầu đời của ông đây. Nhưng sau đó hắn lại cười khổ, mình như vậy có tính là tên thả lửa trái tim thiếu nữ không? Không cẩn thận đã bắt cóc mất trái tim cô gái này rồi. Nhưng nếu như vậy có thể làm Tôn Tiểu Sở tập trung học tập, Lục Vân cảm thấy mình hy sinh một chút cũng không đáng kể. Sớm biết vậy nên bảo Tôn Tiểu Sở giới thiệu thêm mấy bạn nữ xinh đẹp cho hẳn quen, như vậy cũng có thể dựng lên cho các cô một mục tiêu to lớn, chờ tương lai thi đậu trường nổi tiếng của Long Quốc thì mình cũng coi như lập một công đức. Vì bồi dưỡng nhân tài cho Tổ quốc, Vân Thiên Thần Quân thật là hao tổn tâm huyết. Khi trở lại biệt thự Lục Nhân, Liễu Yên Nhi đang luyện yoga. Thân thể cô rất mềm mại, bày ra tư thế chữ mã yêu cầu cao độ, khi Liễu Yên Nhi chuẩn bị ép người lên phía trước thì Lục Vân xung phong chạy tới, em tới, chị Yên Nhi, em tới giúp chị cho.
Nói xong hẳn liền đè lại hai bên vai ngọc của Liễu Yên Nhi, giúp cô đè nửa người trên xuống, vừa thử hỏi, chị Yên Nhi, chị biết hiện tại chị Bảy làm gì không? Thế nào, cảm thấy bà chị này không tốt với em nên gấp không chờ nổi muốn đi gặp bà chị kia sao? Liễu Yên Nhi vừa cầm khăn lông lau mồ hôi trên người, vừa trêu ghẹo Lục Vân. Hi hi, chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi. Lục Vân cười mỉa mà nói. Liễu Yên Nhi chừng hẳn một cái, nói, thôi, nói cho tên không lương tâm như em cũng không sao. Chị Năm Sở Giao và chị Bảy Lạc Ly đều thần thần bí bí, nhưng hình như chị từng nghe Lạc Ly nhắc đến, nói là đang làm việc cho bên trên, cụ thể là gì thì chị không biết. Quả nhiên. Các chị đều không biết chị Bảy là minh chủ khu hoa chung của Võ Minh, có lẽ chị Bảy cảm thấy không cần thiết nên không nói cho họ biết. Dù sao khoảng cách giữa tu võ giả và người dân bình thường vẫn có chút xa xôi. Chỉ là những người chị của mình thật là người dân tầm thường sao? Lục Vân không khỏi có chút hoài nghi. Chỉ sợ mỗi người bọn họ đều là đại lão che giấu thân phận, nhưng lại nghĩ đối phương là người thường. Cứ nhìn chị Yên Nhi đi. Nếu không phải mình đột nhiên trở về thì ai biết được thân phận của cô lại là một sát thủ. Càng không cần phải nói đến chị Năm Sở Giao thần thần bí bí, đến bây giờ còn không biết đang lêu lỏng ở nơi nào. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lục Vân tưởng chị Khuynh Thành hoặc là chị Thanh Đàn trở lại, mở cửa nhìn lại thì phát hiện đó là Trương Bình và Kim Chí Thành đi theo phía sau cô ta. Các người tới làm gì? Ánh mắt Lục Vân rất lạnh lùng. Từ lần trước hai người này bày ra vỡ hồng môn yến ở tụ. Hương Lâu, muốn tổn thương chị Khuynh Thành, Lục Vân đã không ưa gì bọn họ. Trương Bình cười làm lành mà nói. Cái ký không có ở nhà sao? Tiểu Diệp Tử. Cô còn có mặt mũi gọi chị tôi là Tiểu Diệp Tử. Cả bạn cùng phòng đại học của mình mà cũng gài bẫy, cô thật đủ ác độc. Trương Bình hối hận nói, tôi tới xin lỗi Tiểu Diệp Tử, lần trước tôi thật là tội đáng chết vạn lần. Cô biết là được rồi. Tôi. Trương Bình còn muốn nói cái gì thì Kim Chí Thành phía sau cô ta đã không kiên nhẫn, lập tức túm cô ta ra, sau đó thình thịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lục Vân. Phanh phanh phanh, không nói hai lời, dập đầu 10 cái trước đã. Lục tiên sinh, thực xin lỗi, là tôi háo sắc mê mù, không nên nhắm vào Lâm tiểu thư, tôi sai rồi, khẩn cầu ngài tha thứ. Cho tôi, Kim Chí Thành dập đầu xong thì sám hối nói. Gần đây anh ta thật sự quá thảm, không dám tới gần phụ nữ, cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó chịu nhất là, mỗi buổi tối về đến nhà không giao thuế nổi cho vợ, vì thế hai người đã cãi nhau rất nhiều lần. Hơn nữa, Kim Chí Thành đã chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ của tỉnh Giang Nam, thậm chí còn đặc biệt đến Kinh Thành một chuyến, tìm thánh thủ nam khoa nổi tiếng nhất xem bệnh cho mình, nhưng đều không có hiệu quả. Lục Vân vốn không muốn phản ứng Kim Chí Thành. Nhưng Kim Chí Thành lập tức lấy ra một sấp văn kiện, nói, Lục tiên sinh, đây là hợp đồng quyền chuyển nhượng tập đoàn Kim Thị, tôi bằng lòng chuyển rời không điều kiện tất cả cổ phần trên tay mình vào danh nghĩa của Lâm tiểu thư, chỉ hy vọng Lục tiên sinh có thể tha cho tôi một lần. Chuyển rời tất cả cổ phần vào danh nghĩa của chị tôi. Đúng, tất cả, Kim Chí Thành gật đầu thật mạnh. Anh ta không muốn tiếp tục chịu đựng đau khổ này. Chỉ cần Lục Vân có thể giúp mình khôi phục thì dù đưa hết toàn bộ tập đoàn Kim Thị, anh ta cũng không tiếc. Lục Vân trầm mặc. Vài ngày trước đó, chị Khuynh Thành vẫn luôn nghĩ cách khai thác thị trường tỉnh thành bên kia, nếu có thể nhận lấy tập đoàn Kim Thị thì thật sự là một điểm đột phá rất lớn. Nhưng vấn đề rất lớn trước mắt chính là, có lẽ không xử lý tốt được Diệp gia ở tỉnh thành. Gần đây Lục Vân có nghe chị Khuynh Thành oán giận nói hình như thị trường mỹ phẩm dưỡng da Giang Thành đã bị đánh sâu vào. Mà nguồn gốc là một ít công ty mỹ phẩm dưỡng da tỉnh thành. Lục Vân hoài nghỉ là Diệp gia đang âm thầm tạo áp lực, chỉ cần nằm giữ thị trường của tập đoàn Khuynh Thành ở Giang Thành, làm chị Khuynh Thành cùng đường thì cuối cùng chỉ có thể xin Diệp gia giúp đỡ, như vậy vợ chồng Diệp Hướng Vinh sẽ đạt được mục đích. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ dù mở ra điểm đột phá là tập đoàn Kim Thị thì Diệp gia cũng sẽ âm thầm làm khó dễ. Trải qua một hồi nghiêm túc tự hỏi, Lục Vân vẫn quyết định đi thử thái độ của Diệp gia trước, vì thế nói với Kim Chí Thành, tôi có thể giúp anh trị bệnh, anh cũng có thể giữ lại tập đoàn Kim Thị, nhưng con đường tiêu thụ của công ty các anh phải mở ra vô điều kiện cho tập đoàn Khuynh Thành. Kim Chí Thành vui mừng quá đỗi mà nói, cảm ơn Lục tiên sinh. Rơi vào đường cùng, Kim Chí Thành chỉ có thể ra mặt dày tới khẩn cầu Lục Vân tha thứ, bởi vì anh ta biết chỉ có Lục Vân mới chữa khỏi bệnh của mình được.
Bệnh của Kim Chí Thành không khó trị. Nói đúng ra đây, căn bản không phải là bệnh nhưng huyệt đạo của anh ta đã bị Lục Vân phong bế nên mỗi khi máu tụ lại, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây là lý do tại sao dù Kim Chí Thành đã đi gặp rất nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng không một ai trong số họ có thể chẩn đoán anh ta mắc bệnh gì. Lục Vân ấn thêm một châm để mở các huyệt đạo bị phong bế và các cơn đau cứ thế biến mất. Kim Chí Thành vô cùng biết ơn, còn Trương Bình cũng không còn mặt mũi nào ở lại thêm nữa. Hai người vừa rời đi chưa được bao lâu thì Diệp Khuynh Thành quay trở lại. Cô cúi người cởi đôi giày cao gót, đặt lên kệ để giày ở cửa và xỏ một đôi dép màu hồng. Lục Vân cũng không có ý định che giấu bất cứ chuyện gì nên hẳn lập tức nói với cô về chuyện Kim Chí Thành. Sau khi nghe xong, Diệp Khuynh Thành không lộ ra chút kinh ngạc nào, trái lại khóe miệng có chút chua xót nói, gần đây, các nhãn hiệu chăm sóc da khác nhau đang đổ vào thị trường Giang Thành. Nếu như chúng ta không còn giữ được thị trường gốc của mình thì làm sao đủ sức phát triển thị trường ở tỉnh đây? Diệp Khuynh Thành thật sự rất chán nản. Lục Vân do dự một lúc, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và hát chị Khuynh Thành, tại sao chúng ta luôn tìm đến các nhà phân phối mà không phải các nhà phân phối tự đến tìm chúng ta? Mọi chuyện không dễ như vậy đâu. Diệp Khuynh Thành lắc đầu nói, hiện tại có rất nhiều nhãn hiệu chăm sóc da ở Trung Quốc nên nếu như sản phẩm của chúng ta không thể đánh bại các nhãn hiệu cùng loại khác thì các nhà phân phối sẽ không chủ động tìm đến bởi vì bọn họ có nhiều sự lựa chọn. Trước đây, tập đoàn Khuynh Thành chỉ là một công ty nhỏ ở Giang Thành. Các sản phẩm được phát triển chỉ có thể nói là khá khả quan. Công ty chỉ thực sự bứt phá sau khi có những đơn đặt hàng khổng lồ từ Nam Giang Vương và những người khác. Tuy nhiên so với các sản phẩm chăm sóc da cùng loại, khả năng cạnh tranh sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành không nổi bật. Hóa ra đây là căn nguyên của vấn đề. Lục Vân vỗ đầu, nghĩ rằng mình đúng là đầu gỗ. Rõ ràng hắn nắm trong tay rất nhiều công thức trung y nhưng lại quên đưa cho chị Khuynh Thành. Nói thẳng ra, công thức của các sản phẩm chăm sóc da thực ra chỉ là một trong những công thức của trung y. Lục Vân có rất nhiều công thức như vậy. Liếc nhìn chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết và thon thả của chị Khuynh Thành, Lục Vân chủ động ấn vai và cổ của cô, cười nói chị cứ tin vào em. Em nhất định sẽ tạo cho chị một bất ngờ cực lớn. Diệp Khuynh Thành cũng không để ý lắm mà chỉ nhắm mắt lại và hưởng thụ sự xoa bóp của Lục Vân. Mặc dù vai và cổ của cô không còn đau nhức nhưng vì kỹ thuật xoa bóp của Lục Vân rất tốt nên mỗi khi được xoa bóp, cô sẽ cảm thấy rất thoải mái. Sắc mặt của Diệp Khuynh Thành trở nên hồng hào hơn hẳn. Tiểu Lục Vân, ngày mai em cùng chị đi ăn cơm với ba mẹ nhé. Khi nhắc đến hai từ ba mẹ, giọng điệu của cô có hơi lúng túng, có vẻ như cô vẫn chưa quen với nó. Mấy ngày này, Diệp Khuynh Thành vẫn luôn tiếp xúc với vợ chồng Diệp Hướng Vinh vì dù sao bọn họ cũng là ba mẹ ruột của cô. Chỉ cần bọn họ không ép cô từ bỏ cuộc sống hiện tại thì cô vẫn rất vui vẻ trò chuyện với bọn họ. Lục Vân sửng sốt nói, e rằng đây không phải là ý của bọn họ. Đây là ý của chị Diệp Khuynh Thành nói. Đây là ý của chị Diệp Khuynh Thành nói. Ý định ban đầu của vợ chồng Diệp Hướng Vinh hẳn là muốn Diệp Khuynh Thành tới đó một mình nhưng Diệp Khuynh Thành quyết định đưa Lục Vân đi cùng chỉ để bày tỏ thái độ với bọn họ rằng cô có thể nhận họ làm ba mẹ nhưng cô cũng không muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình. Ngày hôm sau, Diệp Hướng Vinh và vợ đã ngồi đợi trong phòng riêng trong một khách sạn cao cấp ở tỉnh. Cùng đi với họ còn có một chàng thanh niên lịch sự nhã nhặn. Chàng thanh niên tên là U Dương Minh Hạo, anh ta vừa đi du học ở Nhật Bản về. U Dương gia và Diệp gia là bạn lâu năm, vì thế vợ chồng Diệp Hướng Vinh rất thích anh chàng này. Họ nhân cơ hội này giới thiệu anh ta với Diệp Khuynh Thành. Minh Hạo, đợi khi nào Khuynh Thành đến, con phải biểu hiện thật tốt nhé. Khương Lam nói. U Dương Minh Hạo gật đầu, trong lòng anh ta có chút chờ. Mong. Vì cả hai vợ chồng Diệp Hướng Vinh đều trông rất đẹp nên đoán chừng cô con gái xa cách hơn 25 năm của bọn họ cũng không kém. Ba người đợi một lúc, cuối cùng người phục vụ cũng dẫn Diệp Khuynh Thành vào. Ánh mắt của U Dương Minh Hạo đột nhiên sáng lên. Khi còn học ở Nhật Bản, anh ta đã từng quen rất nhiều phụ nữ ở đó. Mặc dù bọn họ ngoan ngoãn nhưng anh ta luôn cảm thấy thiếu gì đó. Hôm nay khi nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, khí chất lạnh lùng cộng thêm gương mặt xinh đẹp đó khiến U Dương Minh Hạo lập tức mê mẩn, trong lòng anh ta không khỏi rung động. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt của U Dương Minh Hạo. Điều đó chứng tỏ U Dương Minh Hạo rất hài lòng với ngoại hình của con gái bọn họ. Có điều này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ.
Khương Lam vội vàng đứng dậy đi tới chỗ Diệp Khuynh Thành, cười nói, Khuynh Thành, con tới rồi. Nhưng vừa mới nói được mấy câu, thanh âm và nụ cười của bà lập tức đông cứng lại. Bởi vì sau khi nhìn thấy phía sau Diệp Khuynh Thành còn có một bóng người khác đi theo vào chính là Lục Vân khiến Khương Lam không vui. Cậu tới đây làm gì? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Khương Lam trở nên lạnh lùng. Bà nhìn chăm chăm Lục Vân với vẻ không vui. Lục Vân còn chưa kịp nói gì thì Diệp Khuynh Thành đã nói thay ha, chính con bảo Tiểu Vân tới đây cùng con. Khuynh Thành, như vậy không hay lắm. Hôm nay cả nhà chúng ta ăn cơm với nhau, cậu ta là người ngoài. Khương Lam đã coi U Dương Minh Hạo là người nhà của mình từ lâu, vì thế bà không do dự sử dụng từ cả nhà. Không ngờ Diệp Khuynh Thành lại cắt ngang lời bà, nói Tiểu Lục Vân là người nhà của con. Nếu như mẹ không chào đón em ấy thì chúng con sẽ đi ngay. Khi Diệp Khuynh Thành bước vào phòng riêng và nhìn thấy U Dương Minh Hạo, cô đã đoán được ngay ý định của vợ chồng Diệp Hướng Vinh và cảm thấy không hài lòng. Khi thấy thái độ không tốt của Khương Lam đối với Lục Vân, Diệp Khuynh Thành nghĩ rằng mình có thể quay người rời đi ngay lập tức. Khuynh Thành, là mẹ sai, con đừng giận, mẹ đồng ý để cậu ta ở lại có được không? Thấy Diệp Khuynh Thành xoay người định rời đi, Khương Lam vội tiến lên nắm lấy cánh tay cô và xin lỗi. Chữ mẹ vang lên dường như chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Diệp Khuynh Thành, toàn thân cô run lên. Sau khi do dự một chút, cô gật đầu nói, chúng con có thể ở lại ăn cơm nhưng mẹ không được nhằm vào Tiểu Lục Vân nữa. Càng không được phép nói xấu em ấy. Mẹ sẽ không làm vậy đâu. Tuy ngoài miệng Khương Lam nói như vậy, nhưng vẫn thừa lúc Diệp Khuynh Thành không chú ý, quay đầu hung dữ chừng Lục Vân một cái, tựa như đang cảnh cáo hắn, đợi lát nữa ăn cơm hãy thành thật một chút. Lục Vân nhún vai, không thèm để ý chút nào. Âu Dương Minh Hạo thì đã ngồi không yên, không đợi vợ chồng Diệp Hướng Vinh giới thiệu, chủ động đứng lên nói, hân hạnh được gặp cô, Khuynh Thành. Tôi là Âu Dương Minh Hạo, lần đầu gặp mặt, rất mong cô chỉ giáo nhiều hơn. Giọng nói ôn hòa, bộ dáng tươi cười nho nhã làm vợ chồng Diệp Thị thấy vô cùng hài lòng. Đàn ông phải biết tranh thủ thời cơ, chủ động xuất kích. Nhưng mà Diệp Khuynh Thành lại nhíu nhíu mày, liếc nhìn cái tay đang vươn ra của Âu Dương Minh Hạo nhưng cô không có ý định bắt tay với anh ta, đáp tôi với anh không có quen thuộc như vậy, anh vẫn nên gọi tôi là Diệp Khuynh Thành đi. Một tiếng. Khuynh Thành vừa rồi của Âu Dương Minh Hạo làm ra gà trên người Diệp Khuynh Thành đều đồng loạt nổi lên, vô cùng không khỏe, cho nên cô cũng chưa cho Âu Dương Minh Hạo thể diện tốt gì. Khuynh Thành cái này. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh lập tức mặt lộ vẻ mặt xấu hổ, ngược lại Âu Dương Minh Hạo không chút tức giận, chủ động cười giải thích thay Diệp Khuynh Thành, bác trai bác gái, hai người đừng trách Khuynh Thành, mới vừa gặp mặt như vậy là rất bình thường, cái này đang chứng tỏ Khuynh Thành là một cô gái biết giữ mình trong sạch. Nghe thử đi, thật là hiểu chuyện mà, mặc dù bị đối xử lạnh nhạt, vẫn còn sẵn lòng nói đỡ cho người ta như vậy, đàn ông tốt như vậy đi đâu mới tìm được chứ. Vợ chồng Diệp Thị càng nhìn càng thấy Âu Dương Minh Hạo thuận mắt, trong lòng thầm chắc chắc, chỉ cần ở chung nhiều hơn, con gái mình nhất định sẽ thích Âu Dương Minh Hạo. Anh tên là Lục Vân đúng không, rất hân hạnh được gặp anh. Âu Dương Minh Hạo hoàn toàn không để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Hay nói là làm bộ không để ở trong lòng thì đúng hơn, sau đó mỉm cười nhìn về phía Lục Vân. Đương nhiên anh ta nhìn ra quan hệ giữa Lục Vân và Diệp. Khuynh Thành không đơn giản, nhưng vì phải bày ra bộ dáng phong độ nên anh ta vẫn chủ động tiến lên bắt tay nói chuyện với Lục Vân. Lục Vân lại cười cười đáp, anh hân hạnh cỡ nào. Âu Dương Minh Hạo tận lực bảo trì phong độ của mình, nhưng vẫn khó nén khóe miệng run rẩy. Tên nhãi này. Cố ý làm cho mình xấu hổ hay gì? Trong lòng Âu Dương Minh Hạo không vui, lực tay không tự giác được mà tăng thêm vài phần. Vào lúc anh ta du học ở Đông Doanh, có học qua Taekwondo khoảng 2 năm, cho nên trên lực tay của anh ta vẫn mạnh hơn người bình thường một chút, tự nhận là có thể lấn áp Lục Vân. Thế nhưng là xem vẻ mặt của Lục Vân không chút mảy may, dường như căn bản không hề để chút sức lực ấy vào mắt. Trong nội tâm Âu Dương Minh Hạo càng ngày càng tức. Nên lại tăng thêm chút lực, lúc này đây anh ta gần như đã dồn hết sức vào bàn tay, ý đồ để trông thấy vẻ mặt đau đớn của Lục Vân. Nhưng mặt Lục Vân vẫn như trước, không có biểu hiện gì gọi là đau đớn. Ánh mắt Âu Dương Minh Hạo khẽ biến, còn không đợi anh ta hết kinh ngạc, thì trên tay bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ hơn đánh úp, suýt nữa bóp nát luôn xương tay của anh ta. Hít, anh buông tay ra cho tôi. Âu Dương Minh Hạo hít sâu một hơi,
dù đã liều mạng nhẫn nại, nhưng vẫn không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Sắc mặt Diệp Hướng Vinh lập tức trầm xuống, giúp đỡ quát, tên kia làm gì đó, sao còn không buông tay. Khương Lam cũng trợn mắt nhìn. Bọn họ chỉ thấy Âu Dương Minh Hạo hô đau chứ không thấy. Âu Dương Minh Hạo ra tay trước. Đương nhiên Lục Vân cũng khinh thường giải thích, cười lạnh một tiếng liền buông tay Âu Dương Minh Hạo ra. Nể mặt chị Khuynh Thành, hắn cũng chẳng muốn so đo với bọn họ, lần này coi như cảnh cáo Âu Dương Minh Hạo. Một cái, để anh ta biết ha không dễ trêu như vậy. Khương Lam vừa đau lòng giúp Âu Dương Minh Hạo xoa bàn tay đỏ bừng, vừa oán hận chìm chăm chem vào Lục Vân nói, Minh Hạo chỉ chủ động làm quen với cậu, cậu không cảm kích thì thôi, tại sao phải dùng lực bóp tay của cậu ấy làm gì? Đúng là người man dợ mài. Bà cũng không dám nói lời gì quá đáng quá, vì bà sợ con gái sẽ tức giận mà rời đi. Nếu là bình thường, đoán chừng các loại từ ngữ như, không có giáo dục, thô tục quê mùa đã bắt đầu ập đến người Lục Vân rồi. Đương nhiên may mắn là bà kìm lại được. Nếu không cho dù bà là mẹ của Diệp Khuynh Thành, thì chọc giận Lục Vân, hẳn cũng sẽ cho bà một bài học. Không sao đâu bác, ha ha, không có gì cả. Con sẽ không so đo với loại người man dợ này. Âu Dương Minh Hạo vừa rồi bị mất mặt, giờ chỉ có thể tận lực kéo lại hình tượng bằng thái độ rộng lượng, cho nên dù là trong nội tâm anh ta có hận chết Lục Vân thì giờ phút này cũng phải làm như không sao cả. Chiêu này đối với vợ chồng Diệp Thị rất có tác dụng, bắt đầu khen ngợi anh ta, có giáo dục, các loại. Nhưng với Diệp Khuynh Thành lại thấy rối trá vô cùng. Lát sau, đồ ăn được dọn lên bàn. Mấy người tạm thời vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu, bè đầu nói chuyện phiếm, chủ yếu vẫn là Khương Lam lại đặt câu. Hỏi, Âu Dương Minh Hạo trả lời. Minh Hạo, con du học ở Đông Doanh, là học ngành nào? Khương Lam hỏi. Âu Dương Minh Hạo đáp, kinh tế học và quản lý, con đã lấy được cả hai bằng thạc sĩ ở Đại học Đông Doanh. Hai bằng thạc sĩ sao, chậc chậc, thật sự là lợi hại nha. Vậy lần này con trở về để chuẩn bị tiếp nhận công tay của cha con hay sao? Diệp Hướng Vinh cũng hỏi. Đại khái là vậy ạ, cha đã giao cho con phụ trách các hạng mục của công ty chỉ nhánh, con có lòng tin mình sẽ làm tốt được việc này. Thật sự là ưu tú, tại tỉnh Giang Nam này, người trẻ tuổi tài cao giống con thật sự không nhiều lắm, chờ thăng nhóc. Nhà bác tốt nghiệp đại học, mong con hãy giúp chúng ta dẫn dắt nó. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh vừa tán dương Âu Dương Minh Hạo, vừa vụng trộm quan sát biểu cảm của Diệp Khuynh Thành. Bọn họ hỏi những vấn đề này, mục đích không phải vì biểu hiện mặt ưu tú nhất của gạch dưới Âu Dương Minh Hạo cho Diệp Khuynh Thành xem hay sao. Bọn họ cho rằng Diệp Khuynh Thành nhất định sẽ bị ưu điểm của gạch dưới Âu Dương Minh Hạo hấp dẫn, thế nhưng là... Tiểu Lục Vân, sườn xào chua ngọt của nhà hàng này ăn ngon thật, em mau nếm thử đi. Diệp Khuynh Thành gắp cho Lục Vân một miếng sườn xào chua ngọt, cười cười nhìn hắn ăn xong. Về phần đối thoại của ba người kia thì cô coi như hoàn toàn không nghe thấy gì. Tâm tình ba người lập tức trầm xuống. Nói nhiều như vậy, cuối cùng lại uổng phí hết rồi. Đáy mắt Âu Dương Minh Hạo hiện lên một tia khó chịu, nhưng rất nhanh lại che giấu hết, bày ra bộ dáng tươi cười hỏi, không biết Lục huynh đệ học ở trường học nào nhỉ? Lục Vân lấy một tờ giấy ăn lau miệng, sau đó không e dè nói, tôi chưa từng đi học. Lục Vân khi mới 5 tuổi đã bị người sư phụ đạo sĩ kia cắp đi, làm gì có cơ hội được đi học này nọ cơ chứ, vì vậy những kiến thức hiện tại trong đầu hắn hiện giờ toàn là do sư phụ truyền dạy cho hắn từ trong đạo quán. Cho nên việc hắn nói mình không được đi học là chuẩn không cần chỉnh. Nhưng khi nghe Lục Vân nói như vậy, hai vợ chồng nhà Diệp Hướng Vinh với của Âu Dương Minh Hạo kia đều sốc vô cùng, biểu cảm bỗng chốc cũng mang vẻ khinh thường dè bỉu. Nhất là Âu Dương Minh Hạo. Anh ta lúc này cảm giác mình ưu tú xuất sắc hơn nên càng tự đắc. Khương Lam cười đầy miệt thị rồi nói. Vậy có nghĩa cậu là thằng mù chữ sao? Tuy trước đó con gái cũng nói qua là đừng nên động tới Lục Vân rồi, nhưng Khương Lam thật sự không thể nào không động được, bởi vì không ngờ lại có một người chưa từng đi. Học trong thời đại này nữa. Chẳng lẽ cậu này không biết chuyện nghĩa vụ 9 năm được học hành miễn phí sao? Giờ kể cả đúng là lớn lên ở trại trẻ mồ côi đi chăng nữa cũng làm gì có chuyện không được đi học chứ. Thế nên cái kiểu của Lục Vân người ta chỉ có thể hiểu theo một cách đó chính là, tự bản thân hẳn không muốn đi học, hoặc dễ nói hơn là chẳng tiếp thu nổi kiến thức vào đầu. Đúng là tự làm tự chịu mà thôi, đáng đời. Lục Vân không hề tức giận khi phải đối mặt với ba ánh mắt đầy sự châm chọc kia, không những vậy hẳn còn rất độ.
Lượng mà lắc lắc đầu nói. Không đến nỗi là mù chữ, tôi vẫn có thể đọc được một vài chữ. Được đến 50 chữ không? Âu Dương Minh Hạo vốn có thiên phú về nói năng thiếu suy nghĩ, cho nên anh ta cứ thể hỏi câu đó với cái vẻ ngây thơ vô số tội. Xem cái mồm rộng của tôi kìa, thật sự xin lỗi nha người anh em, nếu như câu hỏi vừa nãy có điều gì động chạm đến cậu thì xin hãy lượng thứ. Ngoài miệng thì anh ta nói như vậy, nhưng cái biểu cảm kia thì chẳng khác nào hai vợ chồng nhà họ Diệp cả, cái điệu bộ chứa đầy sự khinh miệt, giả dối không để đâu cho hết. Mấy điều này sao Diệp Khuynh Thành lại không có nhìn ra được, cô đang định nổi cơn tanh bành thì bỗng cảm giác được một bàn tay đang đặt lên phần đùi đầy gợi cảm của cô khẽ nhéo một cái. Diệp Khuynh Thành biết đây là tay của Lục Vân, cho nên cô cũng im lặng không lên tiếng nữa, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy cái cánh tay mập như lợn kia mỗi lúc lại lấn tới hơn, chỉ suýt chút nữa là mò vào nơi vùng kín riêng tư kia của cô. Đến lúc này Diệp Khuynh Thành thực sự không thể nhịn được nữa mà quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Vân. Cái tên Lục Vân đáng ghét này, em thực sự là kẻ không tâm không phế sao? Người ta đã châm chọc chê cười em đến độ như vậy rồi mà em vẫn còn tâm trạng ở đây mò mẫm à? Nếu không phải vì để ý ở đây đang có nhiều người thì Diệp Khuynh Thành thực sự muốn kéo đứt cái tai kia của Lục Vân, để cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cảm nhận được ánh mắt giết người của Diệp Khuynh Thành, Lục Vân lúc này mới chịu thu lại bàn tay dâm dê của mình. Thực tình thì hắn làm vậy cũng chỉ là không muốn Diệp Khuynh Thành thay mình ra mặt mà thôi. Nhưng một màn này khi đập vào mắt người nhà Diệp thì chỉ là đang nghĩ Diệp Khuynh Thành chắc đang ngại việc Lục Vân làm cho cô mất mặt cho ên mới thẹn quá hóa giận mà trừng mắt với Lục Vân. Cảnh tượng này đúng là vui tai thích mắt mà. Âu Dương Minh Hạo cũng vui tới trong lòng nở hoa, càng lúc anh ta càng có hy vọng mình sẽ có được Diệp Khuynh Thành. Xem ra chỉ cần thêm mấy cơ hội như thế này để khiến tên khốn họ Lục mất mặt, như vậy càng khiến sự ghét bỏ của Diệp Khuynh Thành đối với hắn trở nên sâu sắc hơn. Âu Dương Minh Hạo cứ nghĩ là như vậy, nhưng ngay sau đó anh ta đã phải ngỡ ngàng mà phát hiện ra, Lục Vân lại chủ động cho anh ta cơ hội sỉ nhục này. Chỉ thấy hắn nói rằng, đại thiếu gia Âu Dương là một người tài cao học rộng mới đi du học nhiều, còn tôi vừa hay lại chả biết một chữ gì. Vậy nên không biết thiếu gia Âu Dương đây có thể dạy cho tôi được không? Lời của hắn vừa dứt, mọi người có mặt ở đây đều không thể hiểu nổi. Ngay cả Diệp Khuynh Thành bên cạnh lúc này cũng kinh ngạc tột độ mà nhìn Lục Vân, trong lòng lại cao nhau, cái tiểu Lục Vân này lại bày trò gì nữa đây, rõ ràng cái vụ mù chữ này đã xong rồi, sao tự nhiên lại khơi lên làm gì? Có chữ nào hắn không biết, về nhà hỏi cô chẳng lẽ không được sao? Diệp Khuynh Thành đến cạn lời không biết làm sao với hẳn. Âu Dương Minh Hạo bên này nghe trong chết lặng vài giây, một lúc sau anh ta mới điều chỉnh lại mình và nói. Ha ha, cậu Lục có chữ gì không biết thì cứ việc hỏi, tôi nhất định sẽ tận tâm giải đáp hết cho cậu. Anh ta sống đến ngần này đã hơn 20 năm, nhưng đây, thực sự là lần đầu tiên gặp được người tự rước lấy nhục vào. Mình như Lục Vân, hai vợ chồng nhà họ Diệp thấy thế cũng hùa theo. Đúng, đúng đó, thái độ như này mới đúng này, chứ cứ hùng hổ thô lỗ làm cái gì chứ, cứ để Minh Hạo dạy cho cậu vài chữ là được, mọi người cùng sống văn minh lên chút. Trong mắt hai người họ lúc này ngập tràn ý cười. Nhưng ý cười này hoàn toàn không phải là bọn họ đã thay đổi cách nhìn đối với Lục Vân, mà là đây chính là cơ hội để đè bẹp Lục Vân xuống mà nâng cao giá trị của Âu Dương Minh Hạo, cơ hội tốt thế này không vui sao được. Cái quan trọng nữa này. Cơ hội này không phải là ai mà lại do chính Lục Vân mang tới, cho nên Khuynh Thành cũng không thể trách được gì bọn họ. Lục Vân đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng, muốn đi ra chỗ lễ tân mượn chút giấy bút. Diệp Khuynh Thành cũng muốn đi theo hẳn ra ngoài để nói một vài điều, nhưng kết quả bị Lục Vân ấn lại xuống ghế. Thấy vậy Khương Lam vội vàng giữ lấy hai tay của Diệp Khuynh Thành mà nói. Khuynh Thành à, Lục Vân chỉ đang có lòng hiếu học mà thôi. Còn cứ để cậu ấy đi học thêm được vài điều không phải là rất tốt sao? Cứ để cậu ấy đi đi. Diệp Khuynh Thành cũng không dám ý ới gì thêm. Lục Vân đi ra ngoài một lúc, tầm 2-3 phút sau cầm theo một tờ giấy đi vào phòng. Thiếu gia Âu Dương à, mấy chữ này tôi chỉ biết viết thôi chứ không biết đọc thế nào, cho nên tôi mới viết nó lên tờ giấy này, mong anh có thể dạy tôi cách phát âm thế nào cho. Chuẩn được không? Ha ha, chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Âu Dương Minh Hạo vui mừng vì được thắng thế mà cười lớn, nhưng khi vừa dở cái tờ giấy kia ra, ngay giây tiếp theo. Sắc mặt trở nên tái mét. Con mẹ nó,
mày đang đùa tao đấy à? Âu Dương Minh Hạo đứng phắt dậy, cái phong độ điềm đạm giữ hình tượng cả ngày hôm nay vào giờ phút này đã hoàn toàn bị phá nát, cái tên họ Lục này thật sự ép người quá đáng. Nhìn thấy Âu Dương Minh Hạo đột nhiên tức giận như vậy, hai ông bà Diệp vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao đột nhiên lại như vậy, nhưng sau khi hai người cầm tờ giấy kia lên đọc thì mặt cũng đổi sắc y như anh ta. Chỉ thấy trên đó viết rõ ràng từng chữ phồn thể. Ngã bị lôi bân. Khích thị hộc thác. Úng đà xả tiền. Tích tuấn điều cầu. Vốn trước đó trong lòng Diệp Khuynh Thành còn đang lo lắng, thế nhưng khi nhìn tờ đó viết ngay ngắn từng chữ, cô cũng nhịn không được mà bật cười, sau đó liếc Lục Vân với vẻ đăm đăm. Tiểu Lục Vân à, em đúng là đáng ghét mà. Ba người khác khuôn mặt co quắp, nhất là Âu Dương Minh Hạo, khuôn mặt của anh ta lúc này khó coi y như ăn phải xít. Nhưng mặc kệ anh ta thế nào, Lục Vân cứ chọn lúc này mà được nước lấn tới, hẳn nói. Thế mà bảo người tài đi du học về, tôi thấy trình độ văn hóa của anh cũng chẳng hơn tôi được bao nhiêu. À đúng rồi, nói đến du học sinh, tôi có quen một cô gái tên là Lưu Tiểu Nguyệt, hay là tôi giới thiệu hai người làm quen nhé. Cô ấy là Lưu Tiểu Nguyệt, là đại sư của nghệ thuật quốc tế. Khóe miệng của Âu Dương Minh Hạo co giật càng thêm lợi hại, ánh mắt anh ta đầy lửa giận. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục Vân ngay bây giờ. Thôi thôi, Minh Hạo, chúng ta không cần so đo với loại người này, không phải con nói có hẹn mấy người bạn đến Quế Hoa Viên thưởng thức hoa quế sao, dẫn Khuynh Thành đi ra ngoài tản bộ luôn đi. Sau khi Âu Dương Minh Hạo bị Lục Vân trêu chọc, đang muốn phát tác thì Khương Lam đột nhiên lên tiếng hòa giải. Ý ban đầu của Diệp Hướng Vinh là muốn thông qua bữa tiệc lần này, giới thiệu hai người quen biết, cơm nước xong xuôi thì bọn họ sẽ tự giác rời đi. Để lại cơ hội cho những người trẻ tuổi. Mà đi Quế Hoa Viên du ngoạn cũng là vợ chồng Diệp Hướng Vinh đề nghị, bảo Âu Dương Minh Hạo sắp xếp sẵn trước. Chẳng qua Lục Vân xuất hiện là một ngoài ý muốn. Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt kháng cự mà nói, thôi bỏ đi, con không đi. Chị Khuynh Thành, khó được có nhã hứng như vậy, đi dạo cũng không sao. Lục Vân cười nói. Thấy hắn đã nói như vậy, Diệp Khuynh Thành đành gật gật đầu. Nhưng lại khoác lên tay Lục Vân mà nói, em đi với chị đi. Sắc mặt vợ chồng Diệp Thị rất khó coi. Âu Dương Minh Hạo cũng lộ ra ánh mắt âm trầm, nhưng vẫn gọi điện thoại đi, nói cho mấy người bạn đã hẹn trước là mình lập tức tới. Quế Hoa Viên là một khu phong cảnh miễn phí, hiện giờ đã tới mùa hoa quế nở rộ, phạm vi 10 dặm, quế vàng tỏa hương. Quế Hoa Viên cách nơi này không xa, đi bộ 10 phút là đến. Ở cổng đã có một đám nam nữ thanh niên đang đứng, nhìn cách ăn mặc trang điểm liền biết là một đám con nhà giàu. Một tên con ông cháu cha tên là Hải Thiếu tiến lên cho Âu Dương Minh Hạo một cái ôm, cười to nói, ha ha, Âu Dương Đại Thiếu cũng ghê gớm quá, lại để chúng ta đợi lâu ở chỗ này như vậy. Anh ta nói lời này rõ ràng chỉ là đang đùa giỡn. Cho nên Âu Dương Minh Hạo cũng không tức giận, mà cười nói, tới đây, giới thiệu cho mọi người đây là Khuynh Thành, họ Diệp. Âu Dương Minh Hạo bày ra dáng vẻ rất quen thuộc với Diệp Khuynh Thành. Diệp tiểu thư thật là đẹp như thiên tiên. Đám người Hải Thiếu đã sớm chú ý tới Diệp Khuynh Thành, lúc ấy trong lòng rất giật mình, cô gái này thật sự quá đẹp, cho nên nghe Âu Dương Minh Hạo giới thiệu xong thì nhìn không được khen ngợi một câu. Nhưng rất nhanh bọn họ lại chú ý tới Lục Vân bên cạnh Diệp Khuynh Thành, hỏi, vậy vị này là? Người không liên quan, Âu Dương Minh Hạo lười lãng phí thời gian trên người Lục Vân. Anh ta nói, chúng ta vào. Thôi, Hải Thiếu như suy tư gì mà liếc nhìn Lục Vân một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, rất nhanh đám người đã tiến vào Quế Hoa Viên. Hoa quế là một trong 10 loài hoa truyền thống của Long Quốc chúng ta, chủng loại đa dạng, đại diện có kim quế, ngân quế, đan quế, nguyệt quế. Trong sạch mà tuyệt trần, hương thơm nồng nàn lan xa, bởi vậy có danh xưng là hương chín dặm đi trên con đường nhỏ hai bên mọc đầy hoa quế. Âu Dương Minh Hạo vừa ngắm hoa, vừa đĩnh đạc nói. Đông đảo tiểu thư nhà giàu đi cùng lập tức lộ ra vẻ mặt cảm mến, nghiễm nhiên đã bị sự uyên bác của Âu Dương Minh Hạo thuyết phục. Nhưng Âu Dương Minh Hạo lại không coi trọng đám oanh oanh yến yến các cô, mà ánh mắt lại dừng trên người Diệp Khuynh Thành, hy vọng được cô khen một câu, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng đủ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt trong trẻo của Diệp Khuynh Thành, ảo tưởng của gạch dưới Âu Dương Minh Hạo lập tức tan biến. Lục thần y, anh cũng tới thưởng thức hoa quế sao? Nhưng vào lúc này, bỗng một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, tiếp theo liền thấy một cô gái dung mạo thanh tú,
dáng người cao gầy vui sướng chạy tới trước mặt Lục Vân. Đó chính là Thẩm Tĩnh Nghi. Lục Vân cười cười và nói, vừa ăn cơm xong, ra đi dạo với chị của tôi. À, thì ra cô ấy là chị của anh. Thẩm Tĩnh Nghi như thở phào nhẹ nhõm một hơi, chủ động cười chào hỏi Diệp Khuynh Thành, chào chị, em tên là Thẩm Tĩnh Nghi. Diệp Khuynh Thành, chị của tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành cũng tự giới thiệu, không biết cố ý hay vô tình, cô cố ý cường điệu một câu mình là chị của Lục Vân, hơn nữa khi nói còn ôm khuỷu tay Lục Vân như thị uy. Mặt Thẩm Tĩnh Nghi cứng lại, nhưng rất nhanh cô cũng không yếu thế mà ôm lấy cánh tay còn lại của Lục Vân, tươi cười ngọt ngào mà nói, Lục Thần Y, tôi có thể cùng đi thưởng thức hoa quế với mọi người không? Lục Vân cười khổ và nói, cô ôm cánh tay tôi chặt như vậy, tôi dám không đồng ý sao? Vậy chúng ta cùng đi. Thẩm Tĩnh Nghi tự chủ trương mà ôm cánh tay Lục Vân, không chịu bỏ ra. Cảnh này lập tức làm các công tử nhà giàu bọn Hải Thiếu trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều cùng một tầng lớp với Thẩm Tĩnh Nghi, tất nhiên là quen biết, hơn nữa vài người trong bọn họ còn từng theo đuổi Thẩm Tĩnh Nghi, nhưng Thẩm Tĩnh Nghi rất cao ngạo, chưa từng để mắt đến bọn họ. Nhưng cảnh xảy ra trước mắt lại đổi mới nhận thức của bọn họ đối với Thẩm Tĩnh Nghi. Thì ra không phải Thẩm Tĩnh Nghi cao ngạo, mà vì cô không coi trọng bọn họ mà thôi, ở trước mặt người đàn ông mà cô thích, Thẩm Tĩnh Nghi đâu nào nửa phần cao ngạo nào, rõ ràng là một cô gái hám trai mà. Biết bên người Lục Vân đã có một mỹ nữ đi cùng mà còn ra mặt dày dán lên. Đám người Hải Thiếu cảm thấy thật buồn bực, cũng rất kinh ngạc, rốt cuộc thằng danh họ Lục này có lai lịch gì. Thẩm Tĩnh Nghi gọi hẳn là Lục Thần Y, chẳng lẽ hẳn thật là một vị thần y. Hải Thiếu vốn muốn hỏi Âu Dương Minh Hạo, nhưng vừa quay đầu đã thấy mặt Âu Dương Minh Hạo âm trầm như nước, anh ta thức thời mà lựa chọn trầm mặc. Xem ra thằng danh họ Lục này làm Âu Dương Đại Thiếu tức giận không nhẹ. Đoàn người đâu còn tâm tình ngắm hoa, buồn bực tới cực điểm, nhưng tâm tình buồn bực này cũng không liên tục bao lâu, rất nhanh bọn họ đã lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì họ nhìn thấy một người Mã Trạch, Mã Trạch là người của Mã gia tỉnh Giang Nam, cha anh ta Mã Ngạc là nhân vật tàn nhẫn, xuất thân từ thế lực ngầm, có danh hiệu là Mã Tam gia trên giang hồ. Khủng bố nhất chính là, Mã Tam gia này là một tu võ giả. Mà nguyên nhân đám người Hải Thiếu vui sướng khi người gặp họa là vì có tin đồn rằng gần đây Mã Trạch đang theo đuổi thiên kim Thẩm Tĩnh Nghi của Thẩm gia. Thú vị chính là, lúc này Thẩm Tĩnh Nghi đang kéo cánh tay Lục Vân, Mã Trạch mà thấy cảnh này thì nhất định không tránh được một trận xung đột. Sự việc đúng như đám người Hải Thiếu dự đoán, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi đang ôm cánh tay của một người đàn ông khác, Mã Trạch đột nhiên hét lên. Thẩm Tĩnh Nghi, thằng này là ai? Mã Trạch vội chạy tới với ánh mắt u ám. Anh ta đã coi Thẩm Tĩnh Nghi là người phụ nữ của mình từ lâu nên chiếm được cô ta chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ khi nhìn thấy người phụ nữ của mình khoác tay người đàn ông khác, làm sao anh ta có thể chịu được? Nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của anh ta, sắc mặt của Thẩm Tĩnh Nghi hơi thay đổi. Cô ta nói, tôi và Lục Thần Y có quan hệ gì cũng không liên quan đến anh. Đây là câu trả lời theo bản năng của Thẩm Tĩnh Nghi nhưng sau đó cô ta buông cánh tay của Lục Vân ra và nói thêm, Lục Thần Y đã cứu mạng ba tôi nên anh ấy là ân nhân của Thẩm gia. Cô ta không hề sợ Mã Trạch nhưng cô ta lại sợ Lục Vân bị liên lụy. Thẩm Tĩnh Nghi đã từng chứng kiến Lục Vân giết Hoàng Mi Đại Tiên và cũng biết rằng hẳn không phải là người bình thường nhưng cô ta không chắc liệu Lục Vân yếu hơn hay mạnh hơn Mã Trạch. Vì thế, khi chưa chắc chắn nên cô ta không muốn Lục Thần Y gặp rắc rối. N nhân, tôi thấy là nhân tình thì đúng hơn. Tuy nhiên Thẩm Tĩnh Nghi đã đánh giá thấp sự ghen tuông của người đàn ông. Chỉ thấy Mã Trạch hừ lạnh một tiếng và ném ánh mắt dò xét về phía Lục Vân. Thế nhưng giây tiếp theo, anh ta sững sờ. Anh ta vô tình nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đứng sau Lục Vân. Chỉ một góc mặt thôi cũng khiến tim Mã Trạch đập loạn xạ. Nhan sắc này đúng là thần tiên mài. Mã Trạch di chuyển thêm vài bước và khi nhìn rõ thấy Diệp Khuynh Thành rõ hơn, anh ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy người phụ nữ này còn xinh đẹp hơn cả Thẩm Tĩnh Nghi. Chết tiệt, sao thằng nhãi họ Lục này may mắn vậy? Mã Trạch càng nhìn Lục Vân lại càng cảm thấy không vui. Đương nhiên là Lục Vân cũng cảm nhận được sự ghen tị của Mã Trạch. Hà đột nhiên ôm Thẩm Tĩnh Nghi vào lòng và vuốt ve vòng eo mềm mại của cô ta rồi nói, Tĩnh Nghi, em. Giải thích với kẻ ngốc làm gì? Chúng ta đi thôi. Eo của con gái là bộ phận nhạy cảm, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Tĩnh Nghi đỏ lên.
Ánh mắt của Mã Trạch tràn ngập sự tức giận. Kẻ ngốc. Anh ta đường đường là thiếu gia của Mã gia, vậy mà lại bị kẻ khác gọi là kẻ ngốc. Làm sao anh ta có thể chịu được cơn tức này? Chết tiệt, đứng lại cho ông. Mã Trạch gầm lên và lao tới định đấm Lục Vân, nhưng Lục Vân lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Trái ôm phải đá cho Mã Trạch một phát khiến anh ta nằm trên mặt đất như một con chó. Ây ai ông đây giết chết mày. Mã Trạch nằm trên mặt đất gào lên. Một cô gái xinh đẹp vội vàng tiến lên đỡ Mã Trạch dậy rồi tức giận nói với Lục Vân, tên khốn, anh dám đánh Mã thiếu gia. Anh có biết Mã Tam gia là ai không? Chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết anh. Ngay sau đó, một vài tên vệ sĩ lạnh lùng tiến lên. Vốn dĩ bọn họ đi theo Mã Trạch nhưng vì không để làm phiền buổi hẹn hò của Mã Trạch nên bọn họ đã đứng cách đó khá xa. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thằng nhãi kia, còn chưa quỳ xuống và dập đầu xin lỗi Mã thiếu gia đi. Tên vệ sĩ còn chưa nói xong thì đã thấy một bóng đen vụt tới trước mặt. Sau đó hắn ta bị đấm mạnh một phát vào quai hàm rồi ngã xuống đất. Lục Vân đi tới bên cạnh cô gái và giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta, vừa rồi cô bảo ai là tên khốn. Anh! Cô gái không dám nói nữa mà chỉ nhìn chăm chăm Lục Vân với ánh mắt tức giận. Tên họ Lục kia, chắc hẳn anh đã nghe đến cái tên Mã Tam gia ở Giang Nam rồi đúng không? Đám người U Dương Minh Hạo đi tới với vẻ mặt hả hê, anh ta chỉ vào Mã Trạch rồi nói, vị Mã thiếu gia này chính là con trai của Mã Tam gia. Bọn họ nhìn Lục Vân với vẻ đùa cợt, mong chờ được nhìn thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt hắn. Tuy nhiên Lục Vân lại hỏi lại với vẻ nghi ngờ, Mã Tam gia là ai? Ông ta mạnh lắm sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thằng nhãi này còn không biết Mã Tam gia là ai sao? Chẳng trách hắn lại kiêu ngạo đến thế, ngay cả Mã Trạch cũng dám đánh. Thẩm Tĩnh Nghi đi đến bên cạnh Lục Vân và giải thích cho hắn, Lục Thần Y, Mã Tam gia là Long Vương ngầm của Giang Nam, ông ta là một võ giả nên giới hào môn chúng tôi đều phải nhìn mặt ông ta mà làm việc. Là võ giả ư? Bỗng nhiên Lục Vân cảm thấy có chút hứng thú, hắn quay đầu nhìn Mã Trạch rồi nói, Mã Tam gia đúng không? Tôi cảm thấy rất hứng thú với ba của anh dẫn tôi đi gặp ông ta được không? Lục Vân không thích để lại những mối họa ngầm. Nếu như hôm nay hắn không tới gặp Mã Tam gia thì e rằng sau này sẽ có phiền phức kéo đến tận cửa nên tốt hơn hết là phải giải quyết ngay. Vì thế, hắn đưa ra đề nghị muốn tới gặp Mã Tam gia. Mã Trạch đã hồi phục sau cú đá vừa rồi và anh ta cũng biết rằng Lục Vân rất lợi hại. Ngay cả những vệ sĩ bên cạnh anh ta có hợp lại cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Nghe được những lời của Lục Vân, đương nhiên là anh ta nóng lòng muốn đưa hắn tới gặp ba mình để ông dạy cho hắn một bài học. Hừ, bây giờ biết sợ rồi sao? Không phải lúc nấy đánh người kiêu ngạo lắm hả? Người phụ nữ vừa mới bị Lục Vân tát nói. Theo cô ta, Lục Vân đề nghị tới gặp Mã Tam gia là để xin lỗi sau khi nghe nói Mã Tam gia là võ giả. Lục Vân lại tát cô ta thêm một phát và bảo cô ta im lặng. Cô gái đau đớn che mặt, ánh mắt tràn ngập sự oán hận. Mang hắn ta đi. Mã Trạch nói với vệ sĩ, sau đó đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Thành, mang người phụ nữ đó đi cùng. Làm sao anh ta có thể buông tha một người phụ nữ ưu tú như vậy được? Sau này, hắn ta sẽ xử lý người phụ nữ đứng sau Lục Vân này để cho hắn biết rằng Mã thiếu gia không phải là người dễ đụng vào. Về phần Thẩm Tĩnh Nghi. Dù sao cô ta cũng là con gái của Thẩm Kim Hoa nên Mã Trạch cũng không muốn đi quá xa, tạm thời tha cho cô ta. Nghe Mã Trạch nói muốn mang Diệp Khuynh Thành đi cùng, sắc mặt của gạch dưới U Dương Minh Hạo hơi thay đổi, anh ta vội tiến lên giải thích, Mã thiếu gia, Diệp Khuynh Thành là con gái của Diệp gia, xin giơ cao đánh khẽ. Là con gái của Diệp gia. Mã Trạch hơi sửng sốt nhưng sau đó tức giận nói, đừng có nói nhảm. Đừng tưởng tao không biết Diệp Hướng Vinh chỉ có một đứa con trai đang học đại học. Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải xem người đó là ai. Mã Trạch tao dễ bị lừa lắm sao? Mã Trạch hoàn toàn không để tâm tới lời nói của U Dương Minh Hạo. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, anh ta quay người rời đi. Sau khi vợ chồng Diệp Hướng Vinh đi theo ra khỏi khách sạn, bọn họ không đi theo đến Quế Hoa Viên, để tránh tạo áp lực quá lớn cho Diệp Khuynh Thành. Chuyện tình cảm này, là cha mẹ, họ chỉ cần tạo cơ hội, để những người trẻ tuổi làm tiếp phần còn lại. Ông nói cho tôi biết, chuyện tốt này thật sự có thể thành sự thật sao? Tại sao tôi càng ngày càng cảm thấy bất an? Hôm nay họ cùng nhau ăn cơm,
Khương Lam cảm thấy bản thân bà đã đánh giá thấp tình cảm của con gái bà dành cho Lục Vân. Tại sao gạch dưới U Dương Minh Hạo một đứa ưu tú như vậy, mà cô lại có thể đối xử thờ ơ như vậy? Điều này đã vượt quá mong đợi của Khương Lam. Diệp Hướng Vinh cười khổ, trong lòng cảm thấy không rõ, trầm mặc một lát, rồi đột nhiên hỏi, phu nhân, nếu như Khuynh Thành thật sự chọn thằng nhóc họ Lục kia thì làm sao? Tôi tuyệt đối không đồng ý. Khương Lam vội vàng thốt lên. Bà có ấn tượng xấu về Lục Vân, đặc biệt là thái độ cuồng vọng vô tri của Lục Vân vào ngày hôm đó ở biệt thự Lục Nhân, mỗi lần Khương Lam nhớ lại sẽ cảm thấy tức giận. Một đứa trẻ lớn lên từ cô nhỉ viện có quyền gì mà hống hách như vậy? Hắn nói rằng hẳn có thể cho Khuynh Thành một cuộc sống tốt nhất, đó là một điều viển vông. Diệp Hướng Vinh do dự một chút, sau đó nói, kỳ thực, bà nên nhìn xem Khuynh Thành có tính cách như thế nào. Chúng ta nợ con bé 25 năm, nếu như, tôi nói là nếu như, con bé vì tên nhóc họ Lục kia, mà mặc kệ Diệp gia tan nát. Tuyệt đối không thể, Diệp gia chúng ta đã chọn cho con bé. Đó là lựa chọn tốt nhất với con bé rồi. Nhưng Khuynh Thành không nghĩ như vậy. Diệp Hướng Vinh liếc nhìn Khương Lam, ông biết rõ vợ mình, tính cách so đo, cố chấp, nhưng vẫn không thể không nói ra, con bé đã có mối quan hệ của riêng mình, nó rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm như vậy sẽ tốt, nhưng nói không chừng đối với con bé đó lại là gánh nặng. Chồng, hôm nay ông bị làm sao vậy? Khương Lam không thể tin mà nhìn Diệp Hướng Vinh, không hiểu làm sao ông có thể nói như vậy, trong gia tộc này, Diệp Hướng Vinh Vân luôn chiều theo ý của bà. Nhưng, hôm nay, ông lại có quan điểm bất đồng với bà. Khương Lam muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của chồng mình, bà đột nhiên nghẹn lại. Bà im lặng không lên tiếng nữa. Nếu như, trầm mặc một hồi lâu, Khương Lam rốt cục cũng mở. Nói, nếu Khuynh Thành thật sự không thể buông bỏ được tên nhóc kia. Như vậy thì để hắn gả vào Diệp gia chúng ta đi. Đây đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của Khương Lam. Diệp Hướng Vinh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra vợ mình cũng không đến nỗi vô lý như vậy. Chẳng qua là, ngay khi Diệp Hướng Vinh thở phào nhẹ nhõm, Khương Lam đột nhiên nhận được một cuộc gọi, vẻ mặt của bà lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tên nhóc họ Lục đó thật đáng chết, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép nó ở cùng Khuynh Thành. Làm sao vậy? Diệp Hướng Vinh nhíu mày, ông không hiểu vì sao Khương Lam một giây trước đã chấp nhận, một giây sau lại đột nhiên thay đổi. Sắc mặt Khương Lam khó coi, Minh Hạo vừa gọi điện thoại nói cái tên Lục Vân chết tiệt kia vừa đánh Mã Trạch, còn kéo Khuynh Thành vào cuộc, hiện tại bọn họ đã bị bắt đến Mã gia. Cái gì? Sắc mặt Diệp Hướng Vinh lập tức thay đổi, vội vàng phanh gấp, quay xe phi thẳng đến Mã gia. Cùng lúc đó, Thẩm Kim Hoa cũng nhận được một cuộc gọi từ con gái mình, Thẩm Tĩnh Nghi. Cha, không xong rồi, Lục Thần Y đã đắc tội với Mã Trạch, còn bị bọn họ be đi. Mã Tam gia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Lục Thần Y, cha mau nghĩ biện pháp. Đi, Thẩm Cảnh Nghỉ lo lắng nói. Con đừng lo lắng, cha sẽ đi tìm Mã Tam gia ngay bây. Giờ, Thẩm Kim Hoa không chút do dự mà cúp điện thoại, vội vàng đến Mã gia. Lục Thần Y có ân với Thẩm gia, ông ta tuyệt đối sẽ không để Lục Thần Y xảy ra chuyện gì. Sau khi Thẩm Tĩnh Nghỉ gọi điện thoại xong, cô ta cũng đứng ngồi không yên. Lập tức bắt một chiếc taxi đi đến Mã gia. Khu biệt thự Mã gia. Mã Tam gia đã nghe xong việc không quan trọng mà Mã Trạch nói. Đúng vậy. Việc đó không quan trọng. Quan trọng là, con trai của ông bị người ta đánh. Hơn nữa, trong suốt quá trình thuật lại câu chuyện, Mã Tam gia luôn lơ đãng, bởi vì sự chú ý của ông ta đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của Diệp Khuynh Thành thu hút. Với vẻ ngoài quyến rũ đó, dáng người thanh tú và mảnh mai, khí chất lạnh lùng như hoa sen, người đàn ông nào mà không yêu chứ? Hơn nữa Mã Tam gia còn trao đổi ánh mắt với con trai mình, Mã Trạch, rõ ràng cả hai bên đều nhận ra vẻ phấn khích trong ánh mắt của đối phương. Quả nhiên, cha con bọn họ có cùng sở thích. Mã Tam gia ngồi trên ghế của Thái gia, ngón chân gõ. Nhịp, phong thái vô cùng uy nghiêm mà nhìn Lục Vân, nói, thằng nhãi kia, cậu đã đánh con trai tôi. Theo lý mà nói tôi sẽ bẻ gãy hai tay hay hai chân của cậu, nhưng nể tình bạn gái của cậu cũng xinh đẹp, tôi có thể tha cho cậu một mạng, quỳ xuống dập đầu mấy cái rồi cút đi. Sau đó thì sao? Lục Vân hỏi. Sau đó, Mã Tam gia cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thành,
rồi lại nhìn Lục Vân, sau đó thì để bạn gái của cậu ở lại, hầu hạ cha con chúng tôi một đêm, ngày mai tôi sẽ để cô ấy an toàn rời đi. Ông ta không khỏi nhìn về phía Diệp Khuynh Thành lần nữa, nụ cười dần dần thay đổi, Mã Trạch ở bên cạnh cũng không nhịn được mà cười quái dị. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ sắp được chạm vào một cực phẩm như vậy thì hai cha con bọn họ trở nên vô cùng phấn khích. Thật sự không thể nào chờ đợi được nữa. Cảm nhận được ánh mắt biến thái của hai người bọn họ, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành trở nên tái nhợt, cô nắm chặt cánh tay của Lục Vân. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ cửa đi vào, nói chủ nhân, vợ chồng Diệp Hướng Vinh thỉnh cầu muốn gặp ngài. Hai người bọn họ tới đây làm gì? Mã Tam gia nhướng mày, nói với bọn họ, hiện tại ông không có ở đây. Mã Trạch chợt nhớ tới cái gì đó, đưa miệng gần lỗ tai lão Tam gia, nói cha, vừa rồi con bắt người phụ nữ này, thì thằng nhãi nhà U Dương kia hình như có nói, cô ta là Thiên Kim Diệp gia. Con gái của Khương Lam. Đôi mắt của Mã Tam gia đột nhiên chìm xuống, ông ta lại nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, trong lòng lập tức kinh ngạc, khó trách người này nhìn quen quen, hóa ra cô được thừa hưởng gen ưu tú của thiếu nữ xinh đẹp nhất Giang Nam. Để bọn họ vào đây. Sau khi cân nhắc đắn đo một hồi lâu, cuối cùng Mã Tam gia vẫn đồng ý gặp mặt vợ chồng nhà Diệp Hướng Vinh. Khương Lam lúc này hộc tốc vội vàng mà xông vào, khi nhìn thấy Lục Vân, bà chẳng chờ đợi gì hết mà lập tức giơ một cánh tay lên tát một cái đau điếng. Chát! Cái tát của Khương Lam kia không thể nào chạm nổi vào mặt của Lục Vân, nó chỉ có thể bị cản lại bởi mờ u bàn tay hắn. Khương Lam tức đến không lời nào diễn tả được, bà ta lập tức nói dồn dập liên tiếp như pháo giang. Cậu nói là sẽ chăm sóc tốt cho Khuynh Thành nhà chúng tôi. Rồi đây là sao chứ? Cuộc sống tốt mà cậu nói đây sao? Đây chính là cái gì mà thời gian sẽ chứng minh mọi chuyện của cậu sao? Có mà cậu là loại người chỉ biết đi gây họa, chẳng biết lúc nào kéo theo Khuynh Thành vào chỗ chết thì có. Mẹ à, đó không phải là lỗi của tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành bên này đang muốn giải thích thay cho Lục Vân, chuyện rõ ràng là do Mã Trạch xuống tay trước. Nhưng Khương Lam bên này như không muốn nghe gì hết, bà gạt phăng lời nói của con gái mà giống lên. Không phải là lỗi của nó thì là lỗi của ai, Khuynh Thành, từ nay trở đi mẹ không cho phép con được dây dưa qua lại với cái loại người này nữa. Giang Thành cũng đừng về làm gì, cứ ở Diệp ra đây, mọi người sẽ giúp con sắp xếp mọi việc trong cuộc sống. Mẹ à, câm miệng. Bà Khương Lam bắt đầu lộ ra vẻ áp bức, ép buộc kinh khủng trước nay chưa từng có. Bà vốn đã là một người mang bản tính đó từ trước, giờ đây lại bị chuyện này kích động khiến bà đưa ra nhận định cực kỳ kiên quyết, bà tuyệt đối không cho phép Lục Vân tiếp tục mang tai bay vạ gió lên người con gái mình nữa, giờ đây cho dù có phải khóa nhốt Khuynh Thành lại thì bà cũng quyết định giam cô cả đời trong Diệp gia. Ha ha ha, kịch hay đây. Mã Tam gia đột nhiên cười to hai tiếng, ông ta vô cùng hứng thú mà vỗ tay nói rằng. Màn khuyên nhủ đầy đạo lý khi con gái đã lấy chồng. Có điều nếu mấy người muốn diễn kịch ở đây thì có thể chọn địa điểm thích hợp một chút không, chứ đây là nhà họ Mã, không cho phép mấy người đến làm càn. Mã Tam gia hét lên một tiếng, trông ông ta thật có uy. Sắc mặt mọi người dưới này cũng theo đó tái nhợt. Lúc này Khương Lam cũng chẳng còn tâm trí đâu để quở trách Lục Vân nữa, bà nhanh chóng đeo lên mình một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mà nói với Mã gia. Mã Tam gia à, con trai yêu quý của ông cũng là do tên chó Mã tên Lục Vân này đánh này. Chứ chẳng liên quan gì tới Khuynh Thành nhà chúng tôi, vậy nên ông có thể châm trước. Không thể. Khương Lam còn chưa nói dứt câu đã bị Mã Tam gia ngắt lời một cách vô tình. Chỉ thấy ông ta đứng dậy từ chiếc ghế dài, trong thoáng chốc một bầu không khí ngột ngạt đầy quyền uy tràn ngập khắp nơi trong phòng khách. Này người đẹp Khương kia, tôi đây cũng chẳng vòng vo. Với bà làm gì, con gái của bà đã lọt vào mắt xanh của Tam gia này rồi. Nếu như bà biết thức thời một chút thì mau đưa theo lão chồng mình cút về Diệp gia mấy người đi, để chuẩn bị cho sáng ngày mai. À không, chính xác là trưa mai tôi sẽ mang con gái mấy người về trả lại nguyên vẹn. Còn nếu như bà không chịu thức thời. Mã Tam gia cười lạnh một cái, ánh mắt đầy trần trụi tục yếu lướt qua người Khương Lam, cái thân hình đã được sử dụng cả đời người của bà mà ông ta cũng phải thèm đến nhỏ dãi. Còn nếu như bà không biết thức thời thì tôi nay bà cũng ở lại Mã gia này với tôi đêm nay luôn, hai mẹ con cùng hầu hạ hai cha con tôi cả đêm. Robert, nghe thấy lời này, sắc mặt của Khương Lam tái mét không còn giọt máu. Diệp Hướng Vinh bên này nấy giờ cố gắng đè nén lại cơn lửa giận trong lòng,
nhưng cũng nhịn không nổi mà mở miệng nói. Mã Tam gia à, ông làm ơn đừng có ức hiếp người quá đáng, đúng là Diệp gia chúng tôi không phải tu võ giả gì quá khủng khiếp, nhưng tuyệt đối không phải thích động là động đâu. Sao ồ, thế à? Ánh mắt Mã Tam gia đầy sự hằn học sắc bén mà nhìn về phía Diệp Hướng Vinh. Bắt gặp ánh mắt rét lạnh đó, Diệp Hướng Vinh không khỏi sợ hãi mà lùi về sau một bước, trên người cũng bất giác. Đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng là khí thế của một người tu võ giả nó đáng sợ hơn hẳn so với người bình thường. Mã Tam gia cười đầy khinh miệt, sau đó ông ta chuyển ánh mắt ra chỗ khác, nói đầy ngạo nghễ. Chỉ là một Diệp gia còn con thôi, trong mắt Mã Tam gia tôi mà nói cũng chẳng là cái thá gì. Diệp Hướng Vinh nghe vậy cơ thể tức giận run lên bần bật, trong lòng tức giận dồn vào một cục, nhưng cũng đành bất lực. Bởi mấy kẻ tu võ giả là bá đạo như vậy đó. Mã Tam gia. Bên này Khương Lam lên tiếng, ánh mắt của bà cũng trở lên dò xét đe dọa hơn. Đúng là Diệp gia chúng tôi chả là cái thá gì đối với ông, thế Kim Lăng Khương gia thì sao hả? Kim Lăng Khương gia. Mã Tam gia đột nhiên đắn đo suy tư hơn nhiều, sau đó tầm mắt đột nhiên đồn về phía Khương Lam. Khương Lam Viễn có quan hệ gì với bà? Đó là ông tôi. Khương Lam nói một cách rõ ràng, Khương Thiên Viễn là ông của bà sao? Nghe đến đây, con người của Mã Tam gia bỗng co lại nhanh chóng, sau đó ông ta bỗng im lặng hồi lâu. Khi nhắc tới Kim Lăng Khương gia, nhớ lại rất nhiều năm trước có một ông già đã gần trăm tuổi tên là Khương Thiên Viễn, nghe nói là ông ấy đã tu luyện đạt tới hóa cảnh tông sư, đến hiện tại cũng không biết ông ấy đã đột phá tới mức độ nào nữa. Mã Tam gia nằm mơ cũng không ngờ Khương Lam lại là cháu gái của Khương Thiên Viễn. Đó chắc cũng là do từ sau khi Khương Lam lấy Diệp Hướng Vinh, bà chưa từng đả động gì tới chuyện bên nhà mẹ đẻ của mình, cho nên chuyện này chả ai trong tỉnh Giang Nam biết cả. Nếu như hôm nay không phải vì bà đang lo lắng gấp gáp bảo vệ con gái mình, thì chắc bà cũng không nói chuyện này ra làm gì. Bên này, vẻ mặt Mã Tam gia hết xanh rồi lại chẳng, như thể ông ta nhận ra rằng chuyện Khương Lam vừa đề cập tới là thật sự chứ không phải đùa. Sau một hồi lâu mọi thứ rơi vào sự tĩnh lặng, cuối cùng ông ta cũng mở miệng nói rằng. Mang con gái mấy người, biến đi. Cha à, câm miệng lại đi. Một mỹ nữ cực phẩm như vậy dâng đến miệng rồi mà lại để tuột mất, đương nhiên Mã Trạch không cam lòng, nhưng lời của cha mình, anh ta vẫn phải nghe theo. Nhưng vì anh ta không phải là tu võ giả, cho nên anh ta không tài nào hiểu được mối bận tâm trong lòng của cha mình lúc này. Còn về phần Mã Tam gia, làm gì có chuyện ông ta chịu bỏ qua được chứ? Nhưng ông ta thực sự không dám đánh cược, bởi vì càng là võ giả thì càng phải hiểu rằng, trình độ hóa cảnh tông sư đáng sợ tới mức nào. Cho dù họ chỉ dùng một tay thi triển chiêu thức từ xa thôi cũng đủ diệt cả Mã gia rồi. Chỉ vì ham thích dục lạc gái gú nhất thời mà phải đánh đổi một cái giá khủng khiếp như vậy, thật là không đáng chút nào. Nên Mã Tam gia cuối cùng vẫn phải lựa chọn sự thỏa hiệp, nhưng ngay sau đó ông ta còn bồi thêm một câu. Con gái bà có thể đi được, nhưng cái thằng oát con kia thì nhất định phải ở lại, tôi phải chặt đứt hai tay hai chân của nó, không thể để con trai của tôi phải chịu đòn oan được. Ông ta chỉ thẳng vào Lục Vân, như thể mang tất cả sự nhẫn nhục tức tối đều phát tiết hết lên người của Lục Vân. Điều này Khương Lam cầu còn không hết, bà cười nói, tôi không ý kiến gì cả, tên này vô cùng ngông cuồng phách lối, Mã Tam gia phải nên dạy cho cậu ta một bài học. Dạy cách thế nào làm một người tử tế. Tiểu Lục Vân không đi, con cũng không đi. Diệp Khuynh Thành đột nhiên ôm chặt cánh tay của Lục Vân, khăng khăng một hai không chịu đi. Khuynh Thành này, tên nhóc này đã đánh Mã thiếu gia, chắc chắn nó phải trả một cái giá vô cùng đắt, vậy nên con mau chóng theo mẹ về nhà, đừng vì cái thằng danh này mà chui vào đường chết nữa. Khương Lam mặt mày lạnh lẽo nói. Con không chịu. Thái độ của Diệp Khuynh Thành cực kỳ kiên quyết. Lúc này, đột nhiên Lục Vân xoa xoa đầu Diệp Khuynh Thành, sau đó vẻ mặt của hắn toát lên sự cưng chiều sủng nịnh nói. Hay chỉ cứ đi theo cha mẹ về đi, em sẽ không sao đâu, em hứa đấy. Thế nhưng, nghe lời đi, nếu không đánh vào cái mông nho nhỏ của chị đấy. Tính cách của Diệp Khuynh Thành được di truyền phần lớn từ gen của Khương Lam, nên một khi nhận định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Cô biết, nếu lần này rời đi, bỏ một mình Tiểu Lục Vân ở chỗ này thì hẳn nhất định sẽ giữ nhiều lành ít, cho nên cô kiên quyết không đi.
Cho dù Diệp Khuynh Thành biết rằng mình ở lại cũng không có tác dụng gì, nhưng cô vẫn muốn cùng chung hoạn nạn với Tiểu Lục Vân. Chị Khuynh Thành, chị càng ngày càng không nghe lò. Quả nhiên Lục Vân nói được thì làm được, duỗi tay vung hai cái tát vang dội vào cái mông vỉnh của Diệp Khuynh Thành. Chát chát, đau rát. Nhưng dù vậy, Diệp Khuynh Thành cũng không thỏa hiệp, mà quật cường chừng Lục Vân, tuyệt đối không chịu thua. Cảnh này làm vợ chồng Diệp Hướng Vinh vừa vội lại giận. Vội chính là rõ ràng đã được Mã Tam gia cho phép, con gái họ lại không muốn rời đi, giận là thằng nhãi họ Lục này dám lợi dụng con gái ngay trước mặt họ. Đáng lẽ nên băm tay của thằng nhãi này ra. Hai cha con Mã Tam gia lại lộ ra ánh mắt lửa nóng, vô cùng ghen ghét, đặc biệt là gợn sóng nảy lên khi bàn tay kia vỗ xuống thật sự như lửa cháy đổ thêm dầu. Vì sao cái tay kia không phải của mình chứ? Chị Khuynh Thành không chịu rời đi, Lục Vân cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhân lúc cô không chú ý mà lén thi triển một thuật pháp. Nghe lời, rất nhanh em sẽ giải quyết mọi chuyện thôi. Lục Vân dịu dàng nói. Lần này Diệp Khuynh Thành không kháng cự, mà ma xui quỷ khiến lại gật gật đầu, trong đôi mắt hiện ra chút mê muội. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh thấy thế thì mừng rỡ, cho rằng rốt cuộc con mình cũng nghĩ thông suốt. Khương Lam vội vàng kéo tay Diệp Khuynh Thành rời đi. Trước khi ra cửa còn cố ý quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Vân, cười lạnh và nói, thằng danh, đừng nói tôi không có tình người, làm trưởng bối nên tôi khuyên cậu một câu, nhận lỗi cho đàng hoàng thì có lẽ còn giữ được một mạng. Nói xong thì bà ta rời đi, trong đại sảnh yên lặng một lát. Mã Tam gia lại ngồi vào cái ghế bành kia, bắt chéo chân, nhìn chăm chú vào Lục Vân với ánh mắt như người bề trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn ghế dựa, nói, nên làm thế nào? Không cần tao dạy mày đúng không? Tiếng nói của ông ta không lớn, thậm chí có vẻ hơi trầm thấp, nhưng khí phách thuộc về tu võ giả lại được bày ra triệt để. Cái này gọi là khí thế. Trên thực tế, từ khi xưng bá tỉnh Giang Nam, Mã Tam gia chỉ từng động tay một lần, đó đã là chuyện của hơn 20 năm trước. Nhưng một lần là đủ rồi. Từ sau lần ra tay đó, các thế lực lớn tỉnh Giang Nam đều biết Mã Tam gia là một tu võ giả. Cho nên mỗi lần chạm mặt ông ta đều sẽ nhường nhịn ba phần. Căn bản không cần tốn nhiều sức lực mà Mã Tam gia đã nhẹ nhàng khống chế thế lực ngầm của tỉnh Giang Nam trong tay. Chỉ cần Mã Tam gia thay đổi sạc mặt thì các thế lực tỉnh Giang Nam kiêu ngạo đến mấy cũng bị dọa cho đái ra quần. Thanh niên này trước mắt thì khỏi cần phải nói nữa, giây tiếp theo tuyệt đối sẽ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu mình tha thứ. Đây là suy nghĩ trong lòng Mã Tam gia. Nhưng nằm ngoài dự đoán của ông ta chính là, Lục Vân không những không quỳ xuống, ngược lại còn đầy mặt châm chọc nhìn ông ta và nói, ông không nói thì tôi thật sự không biết nên làm thế nào, không bằng ông tới làm mẫu cho tôi xem đi. Thằng nhãi, xương mày ngứa đúng không, có biết tu võ giả có nghĩa là gì hay không? Thấy thái độ của Lục Vân, Mã Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, lại thấy Mã Tam gia vẫy vẫy tay, ý bảo anh ta lui ra, theo sau rất hứng thú mà nhìn Lục Vân và nói. Người trẻ tuổi, có vẻ mày rất cao ngạo nhỉ. Lục Vân không trả lời. Mã Tam gia tiếp tục nói, người trẻ tuổi cao ngạo rất bình thường, nhưng làm quá là đang tự đào mồ chôn mình, mày cảm thấy hôm nay còn ai tới cứu được mày. Mã Tam gia cười như không cười, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén vài phần, như con dao khoét vào người Lục Vân. Lục Vân lại không có cảm giác gì, trầm tư một lát rồi nói, vì sao phải đợi người tới cứu? Tôi tự cứu không được sao? Tự cứu. Hai cha con Mã Tam gia liếc nhau, sau đó nhịn không được ôm bụng cười to. Mã Trạch suýt cười đến đau sốc hông, nói, ha ha ha, thằng nhãi, mày muốn chọc tao cười chết à, đừng nói là cho rằng chút công phu tay chân của mày cũng có thể làm đối thủ của cha tao đi. Lúc ở Quế Hoa Viên, Mã Trạch đã nhìn thấy được thân thủ của Lục Vân, quả thật không kém, nhưng tuyệt đối không thể trở thành chỗ dựa để hắn kiêu ngạo. Cho dù công phu tay chân của người thường lợi hại đến mấy, nhưng ở trước mặt tu võ giả cũng chỉ là trò cười thôi. Thực buồn cười sao? Khi hai cha con cho rằng đang nghe thấy một trò cười thì câu nói của Lục Vân lại làm tiếng cười của bọn họ đột nhiên im bặt. Thằng danh vô tri, rốt cuộc tao hiểu vì sao Khương Lam chán ghét mày như vậy, bởi vì mày thật sự không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt Mã Tam gia rốt cuộc cũng trầm xuống, lộ ra bộ mặt hung ác. Khí thế bá đạo nặng nề làm Diệp Hướng Vinh cũng phải lui về phía sau vừa rồi lại điên cuồng trào ra. Oanh! Trong phút chốc, trong đại sảnh như bị bao phủ trong một bóng ma đáng sợ, ngay cả Mã Trạch cũng nhìn không được hãi hùng khiếp vía.
nhưng Lục Vân lại đột nhiên cười gian. Mã Tam gia, ông có biết vì sao vừa rồi tôi muốn chị Khuynh Thành rời đi không? Đó là vì tôi sợ máu của ông làm bẩn cặp mắt xinh đẹp của chị ấy. Lục Vân vừa dứt lời thì chợt vươn chân ra, khí tức bá đạo. Mà Mã Tam gia phóng ra không những không ép hắn lùi bước, ngược lại còn bị dập tắt như tàn đuốc trong gió. Ngay sau đó, ầm vang, một khí thế càng khủng bố, càng không thể địch nổi điên cuồng tuôn ra, nhưng khí thế này không đến từ Mã Tam gia, mà là Lục Vân. Mày cũng là tu võ giả. Hai cha con lập tức kinh hãi thất sắc, nếu nói khí thế vừa. Rồi Mã Tam gia phóng ra như núi rung, vậy khí thế giờ phút này trên người Lục Vân chính là trời sụp. Tàn đuốc và trăng sáng là hoàn toàn không thể so sánh. Tu võ giả. Lục Vân khẽ cười một tiếng, kẹp trường thành đao, nhẹ nhàng bâng quơ mà chém một cái trên hư không, chỉ thấy một lưỡi gió sắc bén bản ra, cách không chặt đứt một cánh tay của Mã Tam gia, cả cái ghế bành ông ta đang ngồi cũng bị chém thành hai mảnh. Xèo xèo. Mã Tam gia còn chưa phản ứng thì cánh tay đã văng ra, máu tươi bắn tung tóe, làm ướt đẫm mặt của Mã Trạch đứng bên cạnh. A! À, Mã Tam gia thình thịch quỳ xuống đất, phát ra tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn sự hoảng sợ đột độ, mà con ông ta là Mã Trạch đã sớm bị dọa sụi lơ trên mặt đất, hồn phách như bị người ta rút cạn, nói cũng không nên lời. Tụ khí thành đao, cách không chém vật. Đây là tông sư hóa cảnh. Tông sư hóa cảnh, tông sư hóa cảnh. Mã Tam gia cúi đầu, lúc này cơn đau từ cánh tay bị cắt đứt cũng không bằng một phần vạn nỗi sợ hãi trong lòng ông ta. Tông sư hóa cảnh. Mã Tam gia cho rằng đây là cực hạn nhưng Lục Vân lại cười khúc khích. Hắn búng nhẹ ngón tay và một tia sáng khác bắn ra trúng vai Mã Trạch, trên vai anh ta xuất hiện lỗ máu rộng bằng nửa ngón tay. Thế nhưng Mã Trạch lại không mạnh mẽ như ba của anh ta, sức mạnh từ ngón tay này đã giết anh ta. Mày không phải là tông sư hóa cảnh mà là người tu luyện. Hốc mắt của Mã Tam gia đã bị nứt hoàn toàn, vành mắt dường như cũng bị nứt ra. Cả hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng kinh hoàng. Sự khác biệt giữa tông sư hóa cảnh và một người tu luyện đó là trước ngự kính, sau ngự khí. Ngự kính ám chỉ tới việc có thể giải phóng được nguồn năng lượng từ bên trong đưa ra ngoài, thiên về sự mạnh mẽ và độc đoán, còn ngự khí vừa mềm mại vừa cứng nhắc, phức tạp và hay thay đổi. Thủ đoạn thần thông vừa rồi của Lục Vân rõ ràng chỉ có ở những người tu luyện. Hiện giờ ông đã biết tôi tự cứu bản thân mình như thế nào chưa? Lục Vân bước đến gần chỗ Mã Tam gia và nhìn từ trên cao xuống như thể một vị thần cao cao tại thượng nhìn một con kiến nhỏ bé và yếu ớt. Cho dù ông có mạnh như thế nào thì tôi chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể khiến tất cả phải quỳ xuống. Sự can đảm của Mã Tam gia biến mất, ông ta trăm tính ngàn kế cho rằng bản thân tránh được. Tông sư hóa cảnh của Khương gia nhưng lại không hề biết nhân vật nguy hiểm thật sự đang đứng trước mặt mình. Khương Lam à, Khương Lam, không ngờ bên cạnh con gái của bà lại tồn tại một người đáng sợ như vậy, bà bị mù à? Mã Tam gia gào trong sự tuyệt vọng. Trong lúc mọi chuyện diễn ra, cuối cùng Diệp Khuynh Thành cũng tỉnh lại sau cơn mê. Khi thấy mình đang ngồi trong xe, cô hơi bất ngờ một chút rồi sau đó lại vô cùng lo lắng. Tiểu Lục Vân đâu? Tiểu Lục Vân sao rồi? Con phải quay lại tìm Tiểu Lục Vân. Trong lòng Khương Lam thầm mảng Lục Vân đáng đời nhưng khi thấy con gái ở bên cạnh như vậy, bà cũng kinh ngạc và vội vàng hỏi, Khuynh Thành, con sao vậy? Không phải con đã đồng ý rời đi cùng với chúng ta rồi hay sao? Con đồng ý rời đi với hai người lúc nào? Mau cho con xuống xe, con phải đi tìm Tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành nói. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ bị mê hoặc ư? Thế nhưng cho dù con bé đã xảy ra chuyện gì thì hiện tại cũng không thể quay lại tìm tên họ Lục kia được. Vì thế, Khương Lam trầm giọng nói, Khuynh Thành, con bình tĩnh lại đã. Bây giờ con quay lại tìm cậu ta thì có ích gì? Mã Tam gia đã nói muốn dạy cho cậu ta một bài học, không ai có thể cứu cậu ta được đâu. Con không nghe, cho dù phải chết, con cũng phải chết cùng Tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành lắc đầu nguầy nguậy, cô chợt nhớ ra gì đó, nằm lấy tay Khương Lam và cầu xin, mẹ. Không phải vừa rồi mẹ nói con có ông cố là võ giả sao? Nếu như mẹ đi gặp Mã Tam gia, nhất định ông ta sẽ nể mặt ông cố mà tha cho Tiểu Lục Vân. Khuynh Thành, thật ra. Đột nhiên trên mặt Khương Lam lộ vẻ phức tạp. Thực ra,
vì ngày trước xảy ra một vài mâu thuẫn nên bà đã cắt đứt quan hệ với Khương gia ở Kim Lăng từ lâu. Vì thế, sau khi kết hôn ở Giang Nam, bà chưa từng nói với người ngoài rằng mình sinh ra tại Khương gia ở Kim Lăng. Nếu như không phải hôm nay bị dồn ép đến tận cùng thì Khương Lam cũng không muốn đem Khương gia ra hù dọa Mã Tam gia. Mẹ, con cầu xin mẹ, chỉ cần mẹ cứu Tiểu Lục Vân thì con sẽ ở lại Diệp gia và làm theo mọi sự an bài của mẹ Diệp. Khuynh Thành khóc nói. Thật không? Thật à? Diệp Khuynh Thành nặng nề gật đầu. Khuôn mặt của hai vợ chồng Diệp Hướng Vinh đều vui vẻ. Mặc dù bọn họ biết rằng khả năng cao là Lục Vân sẽ bị Mã Tam gia đánh trọng thương khi bọn họ quay trở lại nhưng bọn họ vẫn sẵn sàng thử. Vì vậy, bọn họ vội vàng quay lại. Lúc đó, tại biệt thự Mã gia, Thẩm Kim Hoa và Thẩm Tĩnh Nghi gần như đến cùng một lúc. Thậm chí, hai người còn không có thời gian nói chuyện đã vội chạy vào trong. Bọn họ cầu nguyện rằng Lục Vân sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau khi vào đến sân biệt thự, còn chưa kịp chạy vào đến đại sảnh thì đã trông thấy một người đàn ông bình tĩnh đi ra ngoài. Đó chính là Lục Vân. Anh Lục, anh không sao chứ? Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng ngạc nhiên, cô ta vội chạy đến nằm lấy cánh tay của Lục Vân rồi nhìn trái nhìn phải xem hẳn. Có bị thương ở chỗ nào không? Lục Vân cười nói, tôi không sao, người bị mất bộ phận không phải là tôi. Phù, cũng may là Lục Thần Y không sao, tôi đã rất lo cho anh. Thẩm Tĩnh Nghi không nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Lục Vân. Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi nghe hẳn nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Vì Thẩm Tĩnh Nghi vội chạy tới đây nên cô ta đổ mồ hôi rất nhiều. Vài sợi tóc đen trên trán dính vào gò má hơi ửng hồng kết hợp với dáng vẻ thở hổn hển, trông cô ta có chút phong tình. Vô tình trên cổ áo có một lỗ hở. Ai Lục Vân, anh thật xấu. Khi cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của Lục Vân, Thẩm Tĩnh Nghi phát ra tiếng kêu kiêu mị, hai má lại càng nóng hơn nhưng trong lòng cô ta lại chẳng hề có chút oán hận nào mà lại có chút đắc ý. Hóa ra cô ta cũng có điểm thu hút Lục Thần Y. Tâm trạng của Thẩm Kim Hoa lúc này hoàn toàn khác với Thẩm Tĩnh Nghi, ông ta bị sốc trước lời nói của Lục Vân. Người bị mất bộ phận không phải là tôi. Lẽ nào? Thẩm Kim Hoa cố nén trái tim đang đập điên cuồng của mình và bước vào đại sảnh lộn xộn của Mã gia. Những gì ông ta nhìn thấy tiếp theo khiến ông ta phải mở to mắt vì bất ngờ. Giữa một đám vệ sĩ chân tay hỗn loạn, Mã Trạch Năm. Trên mặt đất, mặt và vai anh ta bê bết máu, không biết còn sống hay đã chết. Điều khiến Thẩm Kim Hoa sốc nhất chính là khi nhìn thấy Mã Tam gia. Ông ta đang quỳ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó như thể đang sợ hãi, còn một cánh tay của ông ta đang rơi ở một bên, trông thấy mà kinh. Cánh tay của Mã Tam gia đã gãy. Vốn dĩ Thẩm Kim Hoa đang kinh ngạc, sau đó là điên cuồng vui mừng, là cái vui mừng nhất từ trước đến giờ, cho nên cả khuôn mặt của ông lập tức đỏ thành trái cà chua. Ông dùng mông suy nghĩ cũng biết, người chặt đứt cánh tay Mã Tam gia là ai. Lục Thần Y, chính là Lục Thần Y đó. Ban đầu lúc Thẩm Kim Hoa trông thấy Lục Vân đánh chết Hoàng Mi Đại Thiên, ông đã biết Lục Vân không phải người bình thường, từ lúc ấy ông liền quyết định mình sẽ ôm đùi Lục Vân. Thậm chí còn vô cùng nghiêm túc bảo con gái mình làm người hầu cho Lục Vân. Hiện tại mới biết đó là một quyết định sáng suốt cỡ nào. Cái đùi lớn này, Thẩm gia đã ôm chặt rồi, ai dám đến đoạt, ông đây sẽ dùng lông chân đâm chết hẳn. Cảm xúc của Thẩm Kim Hoa càng ngày càng tăng cao, lúc rời khỏi Mã gia, ông vô cùng nghiêm túc kéo Thẩm Tĩnh Nghi ra một bên nói, Tĩnh Nghi, cha có cái nhiệm vụ muốn giao cho con, nhiệm vụ này có liên quan tương lai sau này của Thẩm gia chúng ta. Nhiệm vụ gì? Thẩm Tĩnh Nghi thấy cha đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy thì sợ hãi đáp. Chỉ nghe Thẩm Kim Hoa dùng giọng điệu ngưng trọng nói ra, cha cho con nửa năm để bắt được ti im của Lục Thần Y, cho dù là câu dẫn, hay là dùng thuốc mê gì, cũng phải bắt được. Cha đang nói bậy bạ gì đó? Thẩm Tĩnh Nghi trợn mắt nhìn Thẩm Kim Hoa, nói. Lúc nãy thấy vẻ mặt cha nghiêm túc lạ thường, cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn lắm. Không ngờ ông lại nói ra mấy lời không đứng đắn như vậy. Sắc mặt Thẩm Kim Hoa trầm xuống, con nói cha ăn nói bậy bạ. Đây là đại sự của Thẩm gia chúng ta đó, đây là mệnh lệnh. Được rồi, người ta cố gắng là được chứ gì. Thẩm Tĩnh Nghi nhếch miệng, sau đó len lén liếc nhìn Lục Vân, thấy hắn đang nhìn về bên này thì khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, trong nội tâm như có nai con chạy loạn. Làm sao cô có thể không muốn mình phát sinh chút gì đó với Lục Thần Y chứ? Thế nhưng cô sợ phụ nữ bên người Lục.
Thần y quá ưu tú, sợ mình cạnh tranh không nổi. Nhưng mà, bất kể là như thế nào cô cũng muốn thử sức một chút. Thẩm Tĩnh Nghi âm thầm động viên mình cố gắng lên. Thế nhưng mà, rất nhanh cô liền phát hiện, tình địch của mình, Diệp Khuynh Thành, đang chạy qua bên này. Trông thấy một màn này, Diệp Khuynh Thành cũng hơi sững sờ, sau đó lại vui thích chạy tới ôm lấy Lục Vân. Tiểu Lục Vân, thật sự là hù chết chị rồi, chị còn tưởng rằng chị đã đến trễ rồi chứ. Diệp Khuynh Thành vui đến phát. Khóc, nói. Lục Vân sờ sờ đầu Diệp Khuynh Thành, cười trêu chọc, chị đừng khóc, không phải em vẫn còn nguyên vẹn đây sao? Ai nói chị khóc? Diệp Khuynh Thành tránh khỏi tay Lục Vân, lau nước mắt nói, sau này em còn dám để cho chị lo lắng như vậy, chị sẽ nhéo đứt cái lỗ tai của em đấy, hừ. Nói xong cô liền nảm chặt lỗ tai của Lục Vân. Lục Vân vội vàng xin tha chị nhẹ tay chút đi, ở đây còn có nhiều người đang nhìn đó. Thấy hai chị em họ đùa giỡn, làm trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi rất khó chịu, sau đó bất đắc dĩ quay đầu nhìn Thẩm Kim Hoa liếc. Xem đi, không phải con không đủ cố gắng, mà là đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ. Tâm tình Thẩm Kim Hoa cũng cực kỳ trầm trọng. Khụ khụ. Lúc này, Khương Lam đột nhiên ho nhẹ hai tiếng tách hai người đang đùa giỡn ra, nói với Diệp Khuynh Thành. Khuynh Thành, hiện tại tên nhóc này đã không sao, nhưng không phải chúng ta cứu, vậy lời vừa rồi con nói trên xe còn tính không? Khuôn mặt Diệp Khuynh Thành trầm xuống, định đổi ý thì nghe Lục Vân an ủi nói chị, trong khoảng thời gian này chị cứ ở lại Diệp ra đi, em sẽ giúp chị quản lý tập đoàn Khuynh Thành, tin chắc không bao lâu nữa, em sẽ tặng cho chị một phần đại lễ. Lục Vân không cần hỏi cũng biết, nhìn sắc mặt của Khương Lam kia đã biết rõ ràng bà có ý định gì. Quả nhiên sau khi nghe hắn nói vậy, khóe miệng Khương Lam nhếch lên, nói lúc nãy tìm được đường sống trong chỗ chết làm cậu thông suốt rồi à, nếu hiểu chuyện sớm một chút còn có thể dẫn đến phiền toái lớn như vậy sao? Lục Vân cũng lười quan tâm tới bà, nhất thời làm đôi má vị thiếu phụ đẹp nhất tỉnh Giang Nam này co que ấp vài cái, trong nội tâm bất mãn nhưng bà không nói gì nữa mà lựa chọn nhẫn nại. Dù sao, nếu tên nhóc này có thể thuyết phục Khuynh Thành cũng là một chuyện tốt. Thẩm Kim Hoa đứng một bên trông thấy bộ dáng Khương Lam xem thường Lục Vân thì trong lòng lại vô cùng nghi ngờ, nhưng rất nhanh ông đã nhận ra, có thể Diệp gia này còn không biết năng lực của Lục Thần Y đâu. Ha ha, chẳng phải cơ hội của Thẩm gia chúng ta tới rồi sao? Thẩm Kim Hoa mừng rỡ trong lòng, yên lặng đứng một bên xem cuộc vui, thế nhưng chẳng được bao lâu, Khương Lam đã đi về phía ông, nói, Thẩm gia chủ, đúng là ông rất đau lòng vì đứa con gái bảo bối này của ông nha. Bà liếc nhìn Thẩm Tĩnh Nghi ám chỉ. Khương Lam cho rằng, Thẩm Kim Hoa đã cứu Lục Vân ra, mà sở dĩ Thẩm Kim Hoa ra tay là do đứa con gái Thẩm Tĩnh Nghi của ông. Đương nhiên Thẩm Kim Hoa đã hiểu suy nghĩ của Khương Lam, nhưng ông không nói ra, tốt nhất là để Khương Lam hiểu lầm càng sâu càng tốt, như vậy cơ hội cho Thẩm gia càng lớn. Tôi bỗng nhiên có chút tò mò, Mã Tam gia là một người bá đạo, ông đã dùng điều kiện gì khiến ông ta đồng ý thả tên nhóc họ Lục kia vậy? Khương Lam hỏi. Không liên quan tới bà Thẩm Kim Hoa lạnh lùng đáp. Dừng, ai thèm liên quan tới chứ? Khương Lam nhếch miệng, bỗng nhiên lại nhìn về phía. Thẩm Tĩnh Nghi nói, cô gái, mắt của cô đúng là không tốt mà. Sao lại vừa ý kẻ man dợ như Lục Vân này chứ? Tôi cứ ưa thích hẳn như vậy rồi làm sao, không phải con gái của bà cũng. Thẩm Tĩnh Nghi không phục. Muốn cãi lại mấy câu thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Kim Hoa đang lia tới, vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khương Lam như suy nghĩ gì đó nhìn Thẩm Kim Hoa, thầm nghĩ hai cha con này đang làm cái quái gì vậy. Thẩm Kim Hoa sinh lòng nhất kế, nói ra tôi chỉ muốn tìm một đứa con rể tới kế thừa sản nghiệp của nhà mình, vừa hay con gái tôi lại coi trọng Lục Thần. Lục Vân, cho nên bà không cần cảm thấy ngạc nhiên như vậy. A hát. Ông không sợ con trai ông có ý kiến gì sao? Khương Lam khó hiểu hỏi. Hừ, Thẩm Tử Hiên kia cũng là đứa không nên thân, không xứng. Tôi đây nói cho ông biết, nếu như nói Thẩm Tử Hiên không xứng thì tên họ Lục này càng không xứng hơn. Đây là chuyện của nhà họ Thẩm. Khương phu nhân lo nhiều quá rồi đó, không phải bà cũng nhìn chúng Lục Vân sao, cũng đang chuẩn bị chọn hắn làm con rể đó chứ. Thẩm Kim Hoa cố ý sử dụng chiêu khích tướng. Quả nhiên Khương Lam liền nổi trận lôi đình, nói, ông nói đùa gì vậy, bà đây không có bị mù như ông, có chết tôi cũng tuyệt đối sẽ không để tên nhãi họ Lục kia tiến đến cửa nhà tôi. Thẩm Kim Hoa, có mấy lời này của bà thì tôi an tâm rồi.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.